Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, Phật Hiển Minh Các Chướng Ma, phần 1 trên 7 phần trong tiết mục giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. Sư phụ đẹp quá. Chào các đồng chí. Kính chào sư phụ. Chào. Tất cả từ Trung Hoa Đại Lục à? Dạ. Kính chào sư phụ, con thương ngài. Tôi đặc biệt đến đây để gặp quý vị. Cảm ơn sư phụ. Tôi đặc biệt đến đây để gặp quý vị. Mấy người Trung Hoa đến đây có mệt lắm không? Có xa không? Lộ trình có xa lắm không? Đến đây mất bao nhiêu ngày? Một ngày ạ. Chỉ mất một ngày. Dạ, đi máy bay chỉ mất một ngày. Nhưng có người nói mất 2, 3, 4 ngày. Một số người cần đi 2 ngày, cô ấy cần quá cảnh tại sân bay. Cần 2 ngày. Dạ, những nơi gần chỉ một ngày, nhưng có lẽ cần nhiều thời gian hơn ở những nơi xa như Hắc Long Giang. Phải, Trung Quốc rất lớn. Không phải chỗ nào cũng gần Đài Loan Formosa. Quý vị tốn rất nhiều tiền hả? Dạ không, miễn gặp được sư phụ thì không sao ạ. Tôi biết. Thưa sư phụ, cuối cùng chúng con cũng gặp ngài. Chúng con đều vô cùng vui mừng. Cảm tạ Thượng Đế. À, chúng con đến được là tốt lắm rồi. Tôi biết. Chúng con đến được là tốt lắm rồi. Chúng con rất biết ơn. Tôi biết. Cảm ơn sư phụ. Thế giới này không lớn, nhưng vẫn khá lớn. Trung Quốc khá lớn. Một số nơi không gần Đài Loan Formosa, mà rất xa, phải không? Nhưng đồng tu ngoại quốc cũng lặn lội đường xa để đến đây. Một số người đi bằng máy bay cũng mất 2-3 ngày. Thuyên chuyển đường bộ và đường hàng không. Người nào cũng rất thành tâm. Tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị vẫn khỏe chứ? Thương quý vị. Chúng con thương ngài. Thương quý vị, cảm ơn quý vị. Mạnh khỏe. Mấy đồng chí Âu Lạc Việt Nam hả? Tôi không tưởng tượng được là có những ngày này khi người Hoa từ Đại Lục và người Âu Lạc Việt Nam từ Âu Lạc Việt Nam có thể đến đây gặp tôi. Tôi mừng là tôi còn sống tới ngày này để chứng kiến. Trên lầu cũng có hả? Chà, trên lầu là người Âu Lạc Việt Nam hay ai? Ai ở trên lầu? Người Âu Lạc Việt Nam, Mông Cổ, Đại Hàn. Ồ, chà, tôi không bao giờ có chỗ đủ lớn. Cái chỗ bao lớn cũng vậy thôi, cũng không bao giờ đủ hết. Không bao giờ đủ. Ở bên Ấn Độ chắc có chỗ á. Ở Đài Loan Formosa, đây là chỗ lớn nhất mà tôi có thể có rồi. Trông thì không lớn, nhưng cũng đủ lớn. Chúng ta còn nhiều đất nữa. Đây chỉ là chỗ mà họ thường, ý ta nói, sắp xếp để du khách đến. Nhưng chúng ta còn có nhiều đất lớn hơn chỗ này và rất nhiều đất xung quanh, chỉ là chưa phát triển. Và mặc dù vậy, tôi không biết làm sao để chứa hết tất cả quý vị, ý nói là trong tương lai. Nhiều người chưa có cơ hội tới hoặc làm việc, hoặc họ đã đến trước đó vào nhiều ngày cuối tuần nên họ không đến nữa, hoặc vân vân. Chúng tôi cũng bảo họ đừng đến đông quá, bởi vì chúng tôi không sắp xếp kịp. À, chúng ta cố gắng ha. Hôm nay đến lượt người Hoa và người Âu Lạc Việt Nam, phải không? Vậy chúng ta hãy mừng cho họ. Quý vị cũng là tu sĩ à? Dạ, từ Trung Quốc ạ. À, tu sĩ người Hoa. Dạ.
tu sĩ Tây Tạng, người Mông Cổ ạ. Taxi Delhi, chào mừng. Dạ, người Mông Cổ ạ. Chào, người Mông Cổ. Dạ, người Mông Cổ ạ. Mông Cổ nhưng là tu sĩ Tây Tạng. Quý vị có thích lên đây hay là ở đó cũng ổn rồi? Hay là muốn lên đây? Mấy tu sĩ đó. Xin lỗi, tôi không biết tại sao hôm nay họ sắp xếp như vậy. Giờ chỗ này đều là để bánh thuần chay, đều là để bài bánh. Bánh quan trọng hơn các tu sĩ hả? Biết không, các tu sĩ nên giữ sự thanh tịnh của họ. Thật sự là vậy. Bởi vì nếu quý vị ngồi cạnh mọi người, đôi khi họ ảnh hưởng đến quý vị. Mời lên đây. Chúng ta nên đối đãi với người xuất gia với lòng tôn kính. Thoạt đầu tôi thích gặp quý vị ở chỗ chúng ta trình diễn cha hôm nay. Nhưng trời mưa. Vì nơi chúng ta trình diễn cha có cái bục lớn, rồi tất cả tăng ni, người ngoại quốc và mấy người mẫn cảm có thể ngồi đó. Ở đây chúng ta không có. Nếu có một số chúng sinh đáng tôn kính, chúng ta cần phải đối đãi tử tế với họ. Quý vị phải biết. Tôi dặn quý vị hoài, đã từ lâu rồi, để quý vị luôn làm tương tự. Các tăng ni cần ngồi một nơi riêng biệt. Càng cách biệt càng tốt. Chúng ta phải bảo vệ họ, bảo vệ sự thanh tịnh của họ cho quý vị. Không phải tôi thương họ nhiều hơn tôi thương quý vị, chỉ là họ cần phải có chút khoảng cách. Khi về nhà, quý vị ngồi với ai cũng được, ôm nhau, ngủ với nhau. Nhưng họ thì khác, họ cần phải được cách biệt. Vì chúng ta có thể ảnh hưởng họ với một số suy nghĩ phủ định, từ trường, không thanh tịnh của mình. Tôi biết đó là sự thật. Tôi không phải cố làm cho quý vị cảm thấy buồn hay gì cả. Không phải vậy. Tôi chỉ muốn bảo vệ họ, được không? Vì họ đã bỏ lại mọi thứ đằng sau rồi, mọi thứ tiện nghi mà quý vị có, mọi sự tự do mà quý vị có. Để xuất gia, bên trong họ tự do, nhưng bên ngoài họ không phải luôn tự do. Ở nơi công cộng, họ luôn cần phải cư xử thích hợp theo cách nào đó. Bởi vì bằng không người ta sẽ nói xấu họ. Không phải vì họ lo lắng thanh danh của họ bị bôi nhọ hay không, mà họ lo lắng nếu có ai phỉ báng họ, người đó tự tạo nghiệp xấu. Vì vậy họ cần phải hành xử theo cách nào đó, họ không hoàn toàn được tự do. Và để giữ lối sống của họ theo cách họ chọn, chúng ta phải bảo vệ họ. Luôn luôn sắp đặt họ ngồi riêng khi còn trẻ. Không biết bao lâu lúc trước, tôi đã quên bao lâu rồi. Tôi thường đi đó đây hoài, bởi vì đi hoàng pháp hoặc thăm viếng mọi người này nọ. Và đôi khi họ sắp đặt giường của họ để tôi ngủ, tôi lập tức cảm nhận từ trường khác và tôi xuống ngủ trên sàn nhà. Trước đây ta bảo tất cả người xuất gia của tôi, mỗi khi đi đâu, đừng bao giờ ngủ trên giường người khác. Do đó họ luôn mang theo túi ngủ và tấm trải của riêng họ và ngủ trên sàn nhà, mặc dù giường thoải mái hơn. Ở một số nơi giá lạnh, mặc dù ngủ trên giường thoải mái hơn và ấm hơn, nhưng khi người ta như vợ chồng ngủ ở đó, và nếu quý vị ngủ trên đó, trên giường đó, quý vị lập tức có từ trường này. Tôi bảo đảm với quý vị, nếu không tin tôi, hãy thử xem. Dù sao quý vị cũng không bận tâm. Đa số quý vị, nếu có gia đình, quý vị không bận tâm về điều này, không cảm thấy khác biệt nào. Còn tôi cảm nhận ngay lập tức. Có lẽ nhiều người xuất gia sẽ lập tức cảm thấy cảm nhận sự khác biệt. Xin lỗi. Chỗ của tôi lúc nào cũng nhỏ. Chỗ càng lớn, nó trở nên càng nhỏ, tôi không biết tại sao. Không gian luôn luôn co lại. Khi quý vị đến, chỗ này co lại. Khi tôi đến đây lần đầu, họ vẫn còn làm việc khắp nơi và chuyển dọn rác, sửa tòa nhà, sửa tường và làm cho nó sạch hơn.
Tôi cảm thấy, trời ơi, chỗ này thật lớn. Họ đưa tôi đi khắp nơi để xem. Nơi đây thật là lớn, tôi nghĩ tôi sẽ bị lạc ở đây. Bây giờ tôi cảm thấy nó quá nhỏ, thậm chí không đủ để ngồi hay đứng. Như sáng nay, khi chúng ta có buổi trình diễn, ý tôi nói buổi trình diễn chiều nay, một nửa hay nhiều hơn phân nửa, đồng tu phải ở đại sảnh khác, nhớ không? Hôm nay ở đây cũng vậy. Nhìn xem, khi lần đầu đến đây tôi nghĩ, ồ, thật lớn, nhưng giờ nó trông rất nhỏ. Đài Loan, Formosa vốn đã nhỏ rồi. Chúng ta chỉ có đất lớn, như có lẽ trong sa mạc Sahara. Sa mạc Gobi hay ở đâu? Thấy không, một sư huynh của vị có đạo sư. Ông vẫn còn là đạo sư của anh, hiểu tôi nói không? Đạo sư khác nhưng vẫn là đạo sư. Luôn luôn nên nói về ông với sự tôn kính, phúc lành cho ông. Đạo sư của anh, ý tôi nói đạo sư khác. Trước tôi có đất đai. Và họ quy tụ lại với nhau hàng trăm ngàn người. Tôi hỏi cái gì? Ở đây chỉ có khoảng 10.000. Mà chúng ta đã run rẩy rồi. Không có chỗ để ngồi. Mọi người mà đến đây hết, tôi không biết sắp đặt họ đâu. Ý tôi nói nếu tất cả đồng tu đến đây cùng một lúc, thành ra trước đây tôi để họ đến mỗi tuần. Bất cứ khi nào họ đến thì tôi ra gặp họ mỗi cuối tuần. Vậy thì không có quá nhiều người, nhưng mà họ đến đây hết tôi không biết sắp đặt họ ở đâu. Tôi nghĩ chúng ta có thể làm thùng giống như kệ sách, và rồi một số ngồi bên dưới và những người khác. Có lẽ chúng ta phải làm vậy. Thay vì mọi người ngồi trên sàn nhà, một số ngồi trên sàn nhà, một số ngồi ở giữa, và những người khác ngồi cạnh trần nhà. Lúc đó sẽ thành như ba tầng. Chỉ mấy người gầy ngồi trên cùng. Phải sắp xếp kiểu đó, nếu không... Hoặc chúng ta làm cách tiết kiệm hơn. Những người to lớn và khỏe mạnh ngồi trên sàn nhà, và những người khác ngồi trên vai người đó, và người khác nữa ngồi trên... Chúng ta cũng làm kim tự tháp kiểu đó, sư huynh. Giống như các đạo sư của anh. Ở Ấn Độ họ có thể làm vậy. Ấn Độ rất lớn, thật lớn, rất lớn. Trung Quốc cũng lớn. Đài Loan Formosa nhỏ, nhưng tâm họ lớn. Người Đài Loan Formosa có tâm rất lớn. Chính phủ tự do, phóng khoáng tự do. Rồi chúng ta nói về Đức Phật nhé. Công việc thế gian của chúng ta xong rồi. Bây giờ, nhớ là tôi có hứa với quý vị sẽ đọc về nhiều loại ma quỷ. Hôm nay không ai đội mũ đỏ, còn tôi thì đội. Hôm qua tôi quên. Vì vậy hôm nay tôi bù đắp. Và rồi tôi hầu như là người duy nhất đội mũ. Cũng không sao. Quý vị có từng thấy đạo sư nào hài hước như tôi chưa? Rất hài hước. Khi còn trẻ, họ đã gọi tôi là Phật Tếu rồi. Lúc đó tôi không giống Đức Phật chút nào. Tôi không biết. Tôi cũng không tếu cho lắm. Họ cứ gọi tôi như vậy. Ok. Tốt. Có rất nhiều điều Đức Phật đã cảnh báo mọi người. Phật luôn luôn nhấn mạnh về giới luật, hành vi đạo đức mà người tại gia cũng nên biết và trì giữ nếu không muốn bị đọa vào tam đồ khổ. Nghĩa là địa ngục, ngạ quỷ và còn gì nữa? Súc sinh. Đúng rồi, làm loài vật chịu đau khổ. Một số loài vật có đời sống tốt. Quý vị không thể nói chó của tôi là loài vật. Họ sống như ở thiên đàng. Họ có những thứ tốt hơn tôi. Họ có phụ tá. Tôi không có phụ tá nào. Mỗi khi tôi cần phải ở đó thì tôi là phụ tá của chó. Và trước khi rời khỏi, tôi cần phải xin lỗi họ rằng tôi phải đi chăm sóc thế giới và làm cho người ta nhân từ hơn đối với loài vật. Bởi vì bằng không, người ta sẽ tiếp tục đối xử tệ với loài vật.
Thật sự tàn ác, quá mức tàn ác. Điều đó tệ cho con người. Dù loài vật phải chịu bao nhiêu đau khổ, họ cũng sẽ đi thiên đàng. Nhưng những người làm vậy với họ sẽ ở trong địa ngục rất lâu, không bao giờ được giải thoát. Thành ra ta nói với họ, đó là lý do tôi cần phải làm việc chăm chỉ hơn và không có nhiều thời gian dành cho họ, mặc dù tôi rất thích bầu bạn với họ, bởi vì họ không cho gì khác ngoài tình thương. Đôi mắt dễ thương, cái đuôi dễ thương, cả thân thể cũng dễ thương. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh, thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển, để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật, quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Ta nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được, cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra, người khác khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói. Đây, Đức Phật nói rằng những người đã đạt tới sắc và không đã tiêu, tâm thức đều diệt, mười phương tịch lặng, chẳng có chỗ đến. Những chúng sinh này thuộc bậc vô sở hữu xứ, nghĩa là họ không đến, không đi, không ham muốn điều gì cả. Cho nên, dùng tánh thức chẳng động để diệt sự nghiền ngẫm, thành ra ở nơi vô tận lại tỏ bài tánh tận, như còn mà chẳng còn, như tận mà chẳng tận. Họ là những người thuộc bậc phi tưởng, phi phi tưởng xứ, nghĩa là người tu hành đi từng bước. Đây là bước cao nhất so với bước trước đó. Những chúng sinh này xét cùng cái không, nhưng chẳng tột lý không. Nếu từ thánh đạo bất hoàng thiên mà xét cùng, họ là trong số những người được biết là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ vô tưởng thiên của ngoại đạo mà chắc thật không, chẳng biết quay đầu, mê muội hữu lậu, chẳng nghe chánh pháp, bèn vào luân hồi. Trước đó, Đức Phật nói rằng nếu không giữ những giới luật đó, vân vân, thì dù có gặt hái được một số thành quả nhập định và thiền định, quý vị sẽ không thật sự thành Phật. Có thể nhập một số trạng thái như đã đề cập, nhưng không thể thành Phật thật sự. Vì vậy, họ sẽ đi từ trạng thái này sang trạng thái khác như thế, nhưng họ vẫn phải cẩn thận. Bởi vì Đức Phật nói như vậy.
Nếu không thật sự xả bỏ bên trong mà không phải bên ngoài, không thật sự hiểu chân lý thì vẫn phải tái sinh vào thế gian này trở lại. Cho nên Ananda, những cõi trời kể trên mỗi chúng sinh đều là phàm phu, đều phải đền trả nghiệp quả. Khi nghiệp quả trả hết, bèn vào luân hồi. Thiên vương các cõi ấy, tuy vậy đều là Bồ Tát. Tu Tam Ma Địa, lần lượt tiến lên, hướng về đường tu của Bậc Thánh. Công dân ở các thiên đàng này, ngoài mấy vị giáo chủ của các thiên đàng này, những thiên vương ở đó đã là Bồ Tát, an trú, cố định rồi. Nhưng những người tọa thiền và nhập vào định hư không và vướng mắc vào đó, họ vẫn chưa đạt tới mục tiêu tối thượng của họ, và họ phải quay lại, phải thậm chí chịu trách nhiệm cho nghiệp nợ của họ, giống như chúng ta vậy. Chính vì thế, thiên đàng không phải là mục tiêu tối thượng. Niết bàn là tốt nhất, nghĩa là đẳng cấp, thánh nhân cao nhất, đẳng cấp Satkhan. Họ gọi vùng đó tối thiểu là cảnh giới thứ năm. Nhưng quý vị sẽ không đi tới cảnh giới thứ năm. Một số minh sư khác không muốn đưa quý vị đến chỗ của họ, do đó có lẽ tôi đưa quý vị tới cõi khác bên trên cảnh giới thứ năm. Vì vậy, quý vị đến cảnh giới thứ năm trước, và rồi chúng ta chuyển tiếp đến những cảnh giới khác. Vì quý vị vẫn cần phải đi qua nơi đó, giống như xa lộ. Quý vị phải đi qua rồi mới về tới nhà, quẹo trái hay quẹo phải. Quý vị không thể trở về thế giới nguyên thủy, vì những chúng sinh thuộc thế giới nguyên thủy này, họ đã là nguyên thủy rồi. Họ chưa bao giờ bị ô nhiễm bởi bất cứ nơi nào. Họ không có ngã chấp, không có tì vết của trần gian hoặc thế giới bóng. Quý vị đã bị rồi. Vì vậy, chúng ta có thiên đàng khác được tạo ra cho loại người này. Nhưng tôi nghĩ tôi đã bảo nhân viên truyền hình vô thần sư trước đây rồi. Vì tôi bảo họ không có minh sư nào khác muốn quý vị, nên họ rất buồn. Tôi nói không, nhưng mà khác, chúng ta có cõi khác. Ví dụ như cõi đó, vùng đó, hư không, và rồi phi tưởng, vô không, và rồi có cõi khác gọi là cõi vô sắc. Hành giả có thể đi như vậy, đến các cõi khác nhau. Nhưng họ không thật sự hiểu cái ngộ thiền tuyệt diệu như tâm Phật, chưa hiểu. Tuy nhiên, họ có thể hiểu một số quan niệm giả, khai ngộ giả. Và rồi họ vẫn quanh quẩn trong vòng tam giới. Tam giới nghĩa là cao nhất là Phạm Thiên. Nên đó chưa phải là giải thoát. Nếu tới cảnh giới thứ ba, quý vị vẫn chưa được giải thoát, có lẽ quý vị có rất nhiều thần thông, lực lượng tâm linh, thậm chí có thể chữa bệnh và làm người mù sáng mắt trở lại, vân vân, nhưng vẫn chưa. Tôi không muốn làm quý vị sợ, vì vậy tôi sẽ đi thẳng đến những nơi khác. Trời ơi! Quá nhiều số phận cho cư dân địa ngục hay ngạ quỷ, súc sinh, con người, thần tiên, tiên đế và Atula, v.v. Họ chưa hoàn toàn
khai ngộ như Đức Phật hay như Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sống vào thời khó khăn trong lịch sử chúng ta và trong vùng đất khó khăn của địa cầu, nơi chúng sinh dễ bị dẫn đi sai đường và hiểu lầm. Chính vì thế, họ đã kết thúc cuộc đời thánh thiện của Ngài. Bằng không, chúng ta có nhiều giáo lý hơn để lại cho chúng ta. Thậm chí một số giáo lý của Ngài chỉ mới vừa được phát hiện, không phải chỉ trong Kinh Thánh mà sau đó riêng biệt. Các bài giảng, giáo lý của Chúa Giêsu, một số môn đệ ghi lại và giấu nơi nào đó, và họ đã tìm lại được. Một số, không chỉ cuộn Kinh Tử Hải thôi, nhiều hơn thế nữa, và một số tín đồ dòng Essenes đã giữ gìn một số giáo lý chân chính của Ngài. Kinh Thánh chỉ là một phần thôi. Kinh Thánh ít nhiều giống như sử liệu. Vì vậy, họ luôn ghi chép lại từ thuở ban đầu, rất lâu trước thời Chúa Giêsu, thậm chí từ thời vua David và những vị khác. Trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu được ghi nhận chỉ như một phần của lịch sử. Chính vì thế, giáo lý của Ngài không phải hoàn toàn ở đó. Bây giờ tôi sẽ tới chỗ mà tôi đã hứa với quý vị. Làm thế nào để nhận ra một số ma quỷ đến với mình lúc tọa thiền? Ý nói không chỉ quý vị mà tất cả những người tu hành trong cái gọi là lãnh vực tu hành trên thế giới chúng ta. Chúng ta có thể rất dễ dàng rơi vào ảnh hưởng xấu của ma quỷ. Ma quỷ vốn không thể đến gần nếu chúng ta luôn luôn niệm năm hồng danh bảo vệ. Họ là vua của năm cảnh giới mà chúng ta phải đi qua, đó là xa lộ. Quý vị không thể tránh năm cảnh giới này. Nếu muốn đi nơi nào khác, ngay cả minh sư cũng phải đi qua năm cảnh giới để về nhà hoặc để đi xuống hạ phàm. Chính vì thế, trong quá trình tu hành, chúng ta phải nhận biết các loại ma quỷ khác nhau luôn tìm cách làm người tu hành đi lạc lối, bởi vì chúng không thích bất cứ ai trở nên thánh thiện hoặc tự do. Ma vương, vua ảo tưởng, luôn luôn phái một số bộ hạ của hắn đến quấy rầy người tu hành. Giờ ngay cả Phật cũng nói vậy. Các ông, Ngài nói với các tỳ kheo của Ngài. Các ông, mà còn nhiều hơn để học, nghĩa là không phải tất cả các tỳ kheo đã hoàn tất con đường khai ngộ của họ, nên Đức Phật nói với họ, các ông, những người còn nhiều hơn để học, những bậc duyên giác và những bậc thanh văn. Thanh văn là gì? Không thể như mình nghe tiếng bíp bíp của xe hơi hay Đức Phật nói về nghe âm nhạc hoặc karaoke hoặc cha 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 nữa, phải không? Có thể là các âm thanh đó không? Dạ không, không. Vậy thì thanh văn là gì? Quán âm, âm thanh bên trong. Vì Đức Phật cũng nói rằng, nếu nương vào âm thanh và nương vào ánh sáng, thì không thể tìm thấy Phật. Âm thanh đây nghĩa là tiếng động bên ngoài và đủ loại làm phân tâm, thì không thể tìm được Phật. Hoặc chỉ tụng kinh hay làm mấy việc như vậy, thì không tìm được Phật. Và nếu bị ánh sáng bên ngoài hay bất cứ giải trí nào, ánh sáng nào mê hoặc, thì cũng không tìm được Phật. Nghĩa là đừng tôn thờ thần tượng và đủ loại thần chú khác nhau và mấy thứ như vậy. Đó là không thích hợp, không thật sự cho khai ngộ. Điều đó tốt cho một số mục đích, nhưng không phải cho khai ngộ. Không thể nương tựa vào đó.
Trong kinh Kim Cang, Đức Phật cũng nói điều đó. Ồ, có một số kinh khác, nếu có thời giờ, tôi sẽ kể quý vị nghe. Đức Phật sống thọ, phúc cho Ngài. Do đó, Ngài có rất nhiều thời gian để kể cho đệ tử của Ngài nghe đủ loại thần kỳ vượt ngoài thế giới này. Do đó, chúng ta được thừa hưởng rất nhiều kho báu ở đây. Chúng ta phải thật sự cảm tạ Đức Phật và tất cả các vị A-la-hán và chư Bồ-Tát. Các ngài đã hy sinh sự thoải mái ở Niết Bàn để đi xuống hồng trần này, nhẫn nại giáo huấn chúng ta và vẫn để lại kho báu cho thế hệ mai sau, những người vô minh như chúng ta. Đức Phật giảng tiếp. Đức Phật nói với đủ loại chúng sinh ở đây, những bậc duyên giác, nghĩa là nhiều tỳ kheo của Ngài đã được khai ngộ nhờ âm thanh của Phật. Họ nghe âm thanh của giáo lý Phật và các chúng sinh khác được khai ngộ bằng cách vào trong ao hồ, và nhiều người khác được khai ngộ nhờ hương thơm. Những người khác được khai ngộ qua xúc giác. Có rất nhiều người được khai ngộ qua những phương tiện khác nhau, từ 84.000 phương tiện. Nhưng sau này, như tôi bảo quý vị, lần khác, chúng ta sẽ đọc những điều đó cũng rất dài. Quý vị thấy quyển kinh dày thế nào mà tôi chỉ mới đọc có lẽ 10 hay 20 trang thôi. Cuối cùng, vị Bồ Tát, một trong các đệ tử của Ngài, cũng đứng lên, đúc kết lại tất cả pháp môn và rồi nói rằng, chỉ nghe âm thanh, chỉ hướng tánh nghe vào bên trong, thì chỉ pháp môn đó mới cuối cùng thật sự dẫn mình tới khai ngộ hoàn toàn, giải thoát hay quả vị Phật. Cho nên đó là điều khác. Nhưng Đức Phật cũng có nói rằng, nghe âm thanh hướng vào bên trong để nghe âm thanh nội tại trong các kinh điển khác, không phải chỉ trong kinh này. Chỉ là kinh này rất cô đọng. Không chỉ pháp môn nào là tốt nhất, đáng tin cậy nhất, mà Phật còn bảo quý vị những giới luật phải trì. Ngoài ra, Phật còn cho biết những loại ma quỷ nào luôn luôn rình rập quanh những người chân tu, tìm cách dẫn họ đi lạc lối nếu mình cho phép y. Bằng tư tưởng, nếu nghĩ điều gì đó, nếu muốn điều gì đó, nếu tự gạt mình chẳng hạn, bằng cách nghĩ rằng mình đã hoàn toàn khai ngộ rồi, hoặc công bố điều đó, thì ma quỷ này nọ sẽ đến. Giờ hãy xem ma quỷ nào sẽ đến với ai, và tại sao, và làm sao để có thể tránh. Điều này rất quan trọng cho quý vị. Dù quý vị không phải là Phật tử, rất hiếm khi tìm được thông tin này. Không phải tu sĩ nào cũng biết kinh này. Và kinh này cũng không được dịch sang tất cả mọi ngôn ngữ. Và không phải ai cũng thật sự muốn nghiên cứu thâm sâu như vậy. Có người nghĩ chỉ cần xuống tóc, mặc áo cà sa và mỗi ngày làm người tốt, tu sĩ tốt, thì như vậy là đủ tốt rồi. Nhưng điều đó cũng tốt. Trong trường hợp đó cũng tốt. Bất cứ tu sĩ nào tự chăm sóc bản thân, bảo vệ hành vi đạo đức của mình thì đã rất tốt cho xã hội rồi. Ít ra, họ không làm hại bất cứ ai. Nhưng nếu họ khai ngộ, thì cũng tốt hơn cho những ai đến và tin tưởng họ, cúng dường họ, hoặc nương vào họ để có hiểu biết tâm linh nhiều hơn. Nếu họ khai ngộ thì sẽ tốt hơn. Như vậy, họ sẽ không dẫn những tín đồ đó đi sai đường, dù không có ý định xấu. Và rồi nếu với ý định xấu vì danh lợi, thì đó là xấu, xấu, rất xấu. Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi nói, chiếc áo không làm nên thầy tu, đó là như vậy, bởi vì điều đó. Vào thời của Đức Phật, có một người tại gia, vô cùng uyên bác, rất khai ngộ, rất nhiều tỳ kheo kính sợ ông. Tên ông là Duy Ma Cật. Tôi kể quý vị nghe mấy điều đó để quý vị cũng có thể cảm thấy an ủi
Vì quý vị không phải là người xuất gia. Chỉ cần sống điều độ. Giữ mình càng thuần khiết càng tốt như hoa sen trong bụng mà chẳng hôi tanh mùi bụng. Biết chính mình, điểm yếu, điểm mạnh của mình. Luôn luôn cố gắng thận trọng, tự chăm sóc, bảo vệ mình. Vì quý vị là người duy nhất mà quý vị có thể nương tựa. Minh sư có thể bảo vệ và hướng dẫn quý vị, nhưng quý vị phải làm theo. Như thầy giáo Anh ngữ cứ dạy quý vị, nhưng khi về nhà quý vị không làm bài tập, không nói lấy một câu How are you? Thì làm sao quý vị có thể nghĩ rằng mình là học sinh Anh ngữ? Dù thầy giáo Anh ngữ có học thức cao tới đâu, dạy mình siêng năng thế nào cũng vô dụng. Chính quý vị chính là người cần phải biến mình thành viên bác bằng cách làm theo lời khuyên và giảng dạy của thầy. Do đó Đức Phật nói, ta là ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng ta không phải mặt trăng. Nhìn theo ngón tay của ta, quý vị sẽ thấy mặt trăng. Mặc dù Đức Phật đã nói với đệ tử của Ngài rằng bất cứ ai tôn thờ Phật hoặc tăng đoàn của Ngài, các tỳ kheo tốt thật sự khai ngộ thì sẽ có công đức vô lượng, cũng có thể từ từ khai ngộ và thành Phật. Dù chỉ thắp hương hoặc thắp đèn để thờ Phật trước tượng của Ngài, vân vân, thậm chí vậy cũng luôn có vô lượng công đức. Nhưng đó không có nghĩa là Phật thật sự muốn được công nhận hay tôn kính. Đây là sự hiểu lầm. Nếu quý vị nghĩ Đức Phật dạy mọi người bái lại Ngài, quỳ lại Ngài, họ tự làm vậy. Ở Ấn Độ có một truyền thống, quý vị chạm vào mặt đất, chỗ vị thầy, mặt đất nơi vị thầy đi hay chạm vào chân vị thầy và biểu hiện lòng tôn kính, hết mực tôn kính. Nhưng có người cũng làm vậy với cha mẹ của họ. Dù sao, Đức Phật không bao giờ tìm sự công nhận hoặc khuyến khích mọi người bái lại Ngài. Ngài chỉ nói sự thật, rằng quý vị làm thế này thế kia tôn thờ Đức Phật, quý vị có công đức, và đó là sự thật. Quý vị cầu thông với sự khai ngộ nội tại của Ngài, thì tự động Ngài sẽ chia sẻ một số công đức với quý vị. Chỉ như vậy thôi. Không phải vì Phật cần sự tôn kính hay tôn thờ nào. Không, không đâu. Nếu Ngài cần danh lợi, Ngài có thể ở lại làm thái tử. Điều đó hợp lý phải không? Và trở thành vua. Rồi Ngài sẽ có mọi thứ. Ngài đã có mọi thứ trước khi Ngài rời nhà đi. Vì vậy, quý vị không thể nói Ngài muốn danh lợi, tiền bạc hoặc bất cứ gì như thế nữa. Nhiều vị minh sư khác cũng giống vậy. Cũng giống như Đức Mahavira, Đạo sư Nana Desi, Krishna, v.v. và Đại tiên tri Mohammed bình an đến với Ngài. Thí dụ vậy, các ngài không bận tâm. Vì mặc dù các ngài không phải là hoàng tử, có lẽ không, nhưng tối thiểu các ngài có đời sống thoải mái thưa quý vị. Các ngài bỏ lại mọi thứ để đi ngồi trong sơn động, tọa thiền trong sa mạc và ngồi dưới cây bồ đề mà không có gì hết. Không biết nếu ngày mai có ai mang đến cho các ngài thức ăn hay không? Không. Và Chúa Giêsu Kitô cũng đã đến sa mạc hơn 40 ngày, không có gì với ngài. Các ngài không cần làm vậy. Các ngài có đời sống gia đình tốt. Các ngài không cần làm vậy. Cho nên các vị minh sư này thật sự xả bỏ mọi điều để đạt khai ngộ, hầu giúp nhân loại. Vậy nên Đức Phật nói với hàng hữu học, thanh văn và duyên giác, như tôi vừa đề cập, được khai ngộ qua xúc giác hoặc nhờ nghe âm thanh hoặc qua mùi thơm, mấy thứ như vậy. Các ông là hàng thanh văn, ngày nay hồi tâm hướng về vô thượng bồ đề. Như Lai đã dạy pháp tu chân chánh cho các ông rồi. Ngài nói với tất cả họ rằng ta đã dạy các ông pháp môn chân chánh rồi. Vậy bây giờ, do các ông vẫn còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm xảy ra lúc tu chỉ và quán,
pháp thiền khác, có lẽ thậm chí tu ánh sáng và âm thanh. Ngay cả trong sự hiện diện của vị Phật tại thế, vị Phật đầy lực lượng, ngay cả ở bên Ngài mỗi ngày, mấy tỳ kheo này vẫn có thể bị ma quỷ ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật dạy, nếu các ông không nhận ra ma cảnh khi nó hiện ra, là do việc thanh tịnh tâm ý của các ông không đúng với pháp chân thật. Có làm quý vị sợ hay không? Các tỳ kheo đã xả bỏ mọi thứ, ở bên cạnh Đức Phật mỗi ngày vẫn có thể dễ xảy ra vấn đề ma quỷ. Do đó tôi không trách quý vị. Đừng lúc nào cũng khoe khoang rằng quý vị đạt được cảnh giới thứ 6, thứ 7. Không có mấy chuyện đó. Tôi biết quý vị không đạt được. Tôi biết điều đó, cho nên không cần nói gì với tôi hết. Cảnh giới thứ 6, 7, 8 chỉ những thánh nhân. Đến từ đó thì họ có thể trở về đó. Không có ai trong quý vị, xin lỗi. Nếu quý vị đạt được, tôi không cần ngồi đây. Tôi sẽ đi ngủ. Ăn sô-cô-la thuần chai, làm gì đó. Trước khi đến đây, sau khi xem buổi văn nghệ, tôi về nhà cảm thấy mệt mỏi. Tôi chưa ăn gì cả. Cho đến lúc đó, cho đến sau khi kết thúc buổi văn nghệ, tôi trở lại. Tôi vẫn không cảm thấy muốn ăn. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn tôi ăn gì đó trước khi quá muộn. Nhưng tôi không thích món nào. Tôi không cảm thấy muốn ăn và không có khẩu vị. Tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn ngủ. Thật vậy. Tôi muốn ngủ hoặc tọa thiền. Giấc ngủ của tôi, giấc ngủ khác của tôi. Tôi gọi người có trách nhiệm, nói, nghe này, anh cho tôi biết phải mất bao lâu để tập hợp mọi người lại. Vì nếu không, tôi có thể đi ngủ. E là tôi sẽ không thức dậy. Anh ấy nói, dạ, chúng con làm gấp. Trong 1 hay 2 tiếng, tôi nói, trời ơi, vậy thì làm ơn gọi tôi đánh thức tôi dậy. Lỡ tôi ngủ quên. Thế là anh ấy đã gọi. Nhưng tôi không thật sự thấy an tâm. Khi tôi có hẹn, hiếm khi nào tôi thật sự có thể quên và ngủ, cho dù tôi rất mệt. Và ở đây mọi thứ đều mới. Điện thoại di động của tôi quá hiện đại. Tôi không biết làm thế nào để chỉnh đồng hồ báo thức. Bình thường tôi có cái nhỏ này, mình chỉ cần nói báo thức, thì nó hiện đồng hồ báo thức và mình bấm giờ vào. Cái này điện thoại iPhone này quá thông minh đối với tôi. Tôi cũng chưa có thời giờ để thử. Có lẽ tôi làm được, chỉ là tôi chưa biết. Tôi không quen và tôi chưa thử, do đó tôi không thể dựa vào nó. Bất cứ thứ gì mới và mình chưa thử, nếu mình làm thử, nó không hoạt động thì sao? Và rồi tôi để quý vị ngồi đây mãi mãi à. Vậy nên tôi nói với sư huynh đó, làm ơn gọi tôi khi đã sẵn sàng. Và rồi tôi tỉnh dậy. Được rồi, tôi có cần đi không? Cần, tôi cần phải đi. Có nhớ chuyện cười tôi kể không? Cho bớt nghiêm trọng một chút. Có một anh chàng buổi sáng, mẹ anh đến đánh thức ăn dậy. Thức dậy, tới giờ đến trường rồi. Và rồi anh nói, con không muốn đến trường. Mẹ nói, con phải đi. Con phải đến trường. Và anh nói, ở đó không ai thích con. Học trò các lớp học không thích con. Mấy thầy giáo khác không thích con. Con đến đó để làm gì? Con không muốn đến trường. Mẹ cậu nói, con không thể không đi. Con là hiệu trưởng của trường. Con phải đi. Lúc mới đọc, tôi tưởng đó là học sinh trốn học. Và câu kết, con là hiệu trưởng, con phải đi. Thật dễ thương. Vậy bây giờ, Đức Phật cảnh báo các tỳ kheo. Ngài nói tiếp, ông sẽ bị quấy nhiễu bởi một loài ma từ ngũ ấm của ông. Ngũ ấm nghĩa là các giác quan bình thường của mình, hay là thiên ma. Có hai loại ma, ở đây vừa mới nói. Một là từ cảnh giới vật chất của chính mình, loại khác từ thiên đàng. Quý vị sẽ nghĩ thiên đàng làm gì có ma phải không? Có ma, có lẽ thiên đàng Atula này. Thiên đàng Atula. Atula có hơn 120 cảnh giới.
Không phải chỉ Atula là thế thôi đâu. Họ có ma quỷ xấu và ma quỷ trung bình, và họ cũng có người Atula tốt, nhân từ và hữu ích, và rất có tình thương. Và đó là Atula cao hơn, nhưng vẫn không thể so sánh với cảnh giới cao hơn như cảnh giới thứ hai hoặc cảnh giới thứ ba. Tuy nhiên, trong tam giới này, họ vẫn còn bị rắc rối với tâm trí, vẫn phải phấn đấu với tánh chiếm hữu hoặc ganh tị, tranh chấp để có vài loại ý thức hệ hoặc mở rộng lãnh thổ. Thiên đàng và Atula thường có các cuộc chiến rất nhiều xảy ra hoài. Vì vậy, nếu ở thế giới này có chiến tranh và rồi quý vị nghĩ mình có thể nương náu trên thiên đàng cao hơn thì quý vị sai rồi. Họ có những vũ khí gây thương tổn bi thảm hơn rất nhiều. Họ thậm chí không cần súng. Họ có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng tư tưởng. Mình không bao giờ biết khi nào họ nghĩ điều gì, đó là vấn đề. Nếu có người dùng vũ khí đánh mình thì mình biết cách. Mình có thể chạy, hoặc trước tiên có thể chống lại. Nhưng nếu chỉ bằng tư tưởng thì rất khó. Nhất là kẻ gọi là thù địch có đẳng cấp cao hơn mình, nhiều lực lượng hơn. Cho dù họ là thiên nhân, không phải ai cũng nhân từ. Vậy nên bây giờ Đức Phật nói, họ có thể gặp rắc rối, hoặc có thể bị ma quỷ hay yêu tinh nhập. Hãy cảnh giác nhé, phải luôn luôn nhớ năm hồng danh hay món quà tôi đã cho quý vị. Ôi chào, nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm tên trộm làm con, chỉ là ngụ ngôn. Nếu người nào đó không có ích cho quý vị lắm, và quý vị mời họ về nhà, thì họ có thể trộm mọi thứ của quý vị. Họ có thể trông giống con quý vị, trông thân thiện, hoặc quý vị có thể nhận nuôi họ. Nhưng với quý vị sẽ không tốt lắm. Do đó, Đức Phật cảnh báo quý vị, đừng nhận lầm kẻ trộm làm con mình. Tại sao Ngài lại so sánh ma này như kẻ trộm? Vì ma có thể trộm. Nếu để ma tới gần, ma trộm năng lượng tâm linh của mình và dùng năng lượng đó để tự làm họ mạnh hơn. Càng lấy trộm từ quý vị, ma càng trở nên mạnh hơn. Và quý vị ngày càng suy yếu. Và sau đó, ma sẽ kiềm chế quý vị. Luôn luôn nhớ năm hồng danh để bảo vệ quý vị. Đừng bao giờ nghĩ mình là ai cả. Luôn luôn cầu nguyện để được giúp đỡ. Có các thiên đế và chư Phật, Bồ Tát luôn tìm cách giúp quý vị nếu quý vị gọi xin giúp đỡ. Ngay cả trước khi quý vị gọi, chỉ là nếu quý vị gọi thì tốt hơn, cùng nhau. Quý vị gọi các ngài đáp ứng, vì vậy quý vị được câu thông với nhau. Nếu bất cứ ma quỷ nào có thể nắm giữ quý vị, thì chúng cứ ở quanh quẩn, chúng biết quý vị yếu đuối, hoặc có một số yếu điểm, có lẽ quý vị trì giới không trọn vẹn, không đủ rõ ràng. Có lẽ quý vị còn nói dối vô hại hay nói dối mà cũng không nghĩ mình nói dối. Quý vị tự mình viện cớ, làm những việc không nên làm. Có lẽ ngay cả đầu óc quý vị cũng không hiểu. Nhưng đầu óc vi tế của quý vị biết, tâm thức của quý vị biết đó là lời nói dối, nhưng vẫn nghĩ là không sao. Vì vậy quý vị phải lưu ý đến kiểu nói dối này. Đây là vấn đề giới luật vi tế. Thành ra Đức Phật giảng tiếp về giới luật bằng không. Ngài chỉ nói, được rồi, đến xuất gia với ta và các ông sẽ trở thành thánh. Các ông bỏ lại mọi thứ xuất gia, thật vĩ đại. Và rồi các ông không cần lo lắng về điều gì hết. Ngài liên tục dạy dỗ. Ngài nói đi nói lại nhiều lần trong mỗi quyển kinh, đừng ăn thịt. Ngay cả đừng mặc hàng tơ lụa, đừng dùng sữa, đừng dùng bơ. Và lúc đó, họ không có bơ thuần chai, tôi nghĩ họ không có, bằng không. Phật đã nói ăn thuần chai tạo hòa bình, phải không? Ở Ấn Độ, vào thời đó, họ chỉ dùng sữa để khuấy thành bơ và phô mai. Nhưng như thế vẫn nhân từ hơn những gì họ làm ngày nay. Bò tự do đi lại, bò ăn lá,
ăn cỏ và rau củ dư thừa. Ngoài đường bò đi khắp nơi và mọi người không hại bò. Vì vậy, nếu bò cống hiến thêm một chút sữa thì cũng không sao. Họ không bao giờ cưỡng ép bò giống như ngày nay. Tiêm chất kích thích vào bò để sản xuất thêm sữa cho tới khi bò không còn đi được nữa, quá yếu. Hãy tưởng tượng, nếu bò sản xuất sữa từ những loại hóa chất này và không thể tự đứng vững vì thiếu canxi, hãy tưởng tượng, quý vị uống sữa đó thì có ích lợi gì cho quý vị? Thậm chí vậy, vào thời Đức Phật không có những chuyện đó. Bò đi lang thang khắp nơi, thế mà Phật vẫn dạy chúng ta không tơ lụa, không sữa, không bơ. Và Ngài còn nói không gì nữa, da thú, ngay cả không đi dép da hay giày da, thậm chí không lông thú. Đây là lông thuần chai nhé. Thuần chai. Lông thuần chai quý vị biết mà. Và trông vẫn đẹp. Chỉ là có lẽ vào thời Đức Phật không có những thứ như vậy, nên Phật không thể khuyên mọi người dùng bơ thuần chai, dùng phô mai thuần chai, dùng lông thú thuần chai. Vào lúc đó không có phát triển như thế về các phát minh trang phục thuần chai hoặc đủ loại đồ da thuần chai. Ngày nay chúng ta có Pinatex. Họ dùng dứa làm cho nó trông giống da mà vẫn bền. Ngày nay họ phát minh nhiều thứ khác để làm lông thuần chai, da thuần chai. Chúng ta may mắn hơn đệ tử của Đức Phật. Quý vị là những người thật sự may mắn. Những người may mắn, may mắn. Do đó, ngày nay, nếu không thể tránh dùng sữa, bơ, lông thú hoặc da, thì chúng ta thật sự quá yếu hèn. Chúng ta nên trân quý may mắn của mình, rằng ngày nay chúng ta có mọi thứ trong tầm tay. Những thứ này còn rẻ hơn sản phẩm động vật thật nữa. Và thật đẹp. Tôi không biết tại sao ngày nay họ vẫn còn làm mấy thứ đó. Nhưng quý vị thấy trên truyền hình của chúng ta, ngày nay có bao nhiêu công ty thời trang lớn tránh dùng da, tránh dùng lông thú. Rất nhiều thương hiệu lớn, rất lớn đang tiến tới điều đó. Tuyệt vời. Tốt hơn rồi. Dạ. Đức Phật nói tiếp, thấy không, thậm chí mình có hai loại ma quỷ, một loại dưới thiên đàng và một loại ở thiên đàng. Ồ, trời ơi, đối phó với ma trong thế giới của chúng ta đã đủ tệ rồi, thế mà còn phải đối phó với ma thiên đàng và quỷ thiên đàng nữa. Trời ơi, Đức Phật thật sự là vị thầy sáng suốt. Vào thời đó, bò đã được đối xử nhân từ như vậy. Nhưng Phật vẫn dạy các tỳ kheo đừng làm vậy, đừng lấy từ thú vật để các ông có thể được giải thoát nhiều hơn. Đừng nói chi tới ngày nay. Con người nhốt bò, nhốt heo, bất cứ vật nào vào những nơi rất chật hẹp và thậm chí thú vật không thể quay đầu được. Và con người còn làm nhiều điều tàn ác hơn nữa. Ngày nay, chúng ta lại càng nên tránh những điều đó. Vào thời Đức Phật đã rất tốt rồi. Đã có lối sống nhân từ và đối xử tử tế với bò rồi, dù vậy Phật vẫn nói đừng. Còn bây giờ thì sao? Hiểu ý tôi nói không? Bây giờ là phải tối thiểu. Nếu mọi người trên thế giới đọc mấy kinh sách này, có lẽ họ sẽ quay lại. Đức Phật nói, hoặc bị dính mắc bởi quỷ thần, hoặc gặp loài ly, loài mị. Đó là một loại ma khác. Quá nhiều ma, tôi không biết loại nào. Vì vậy, cứ nói là ma. Có nghĩa không phải là người và không phải là thần. Nếu tâm ông không sáng suốt, ông sẽ nhận lầm tên trộm làm con. Thế thôi. Thấy không? Khi ngồi thiền, sau khi thọ tâm ấn, chúng ta có thể thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, nghe âm thanh thiên đàng nội tại tốt, mình cảm thấy gì đó. Và chúng ta hỏi người bên cạnh lúc nãy anh có nghe gì không? Không, không nghe gì, có thấy gì không? Không thấy. Vậy nên chúng ta cảm thấy mình là thánh, mình là gì đó. Người bên cạnh không nghe được gì hết. Bạn học của tôi không thấy gì cả, tôi thấy gì đó. Cho dù quý vị thấy sư phụ đến nhà quý vị, cũng không, không là gì cả. Có lẽ mới được nửa đường. Có lẽ vậy, có lẽ không.
Đức Phật nói, quý vị có thể cảm thấy thỏa mãn, ngay cả chỉ từ những thành tựu nhỏ, như tỳ kheo Vô Văn đã đạt được tứ thiền, vọng ngôn cho rằng mình đã chứng quả thánh. Một số tỳ kheo, có lẽ họ thiền, và rồi họ đạt được đẳng cấp nào đó, cảnh giới thứ tư hoặc gì đó, và rồi họ cảm thấy như họ đã trở thành thánh nhân. Có lẽ một trong mấy đệ tử của Ngài là như vậy, một trong các tỳ kheo của Ngài đã khoe khoang, này tôi đạt được đẳng cấp thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, quý vị hiểu không? Vì vậy Đức Phật nói chung như vậy. Nhưng chắc phải có tỳ kheo nào đó chưa chứng được khai ngộ hoàn toàn, nhưng họ nghĩ đã chứng rồi, nên Đức Phật cảnh báo tất cả họ nói chung như vậy. Khi phước báo ở cõi trời hết, tướng suy xuất hiện, nên phỉ báng rằng chứng quả A-la-hán còn phải chịu sinh tử, ông liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Thấy đó, họ quá vui mừng với thành tựu nhỏ bé của họ. Rồi họ nghĩ họ đã đắc quả A-la-hán. Nhưng khi tuổi già đến, hay có bệnh tật, điều gì đó, không làm họ thỏa mãn thì họ không thấy gì nữa. Có lẽ vì sự khai ngộ có giới hạn mà họ đã đạt, vì họ cảm thấy quá hạnh diện rồi, thì họ ngừng tiến bộ. Và rồi lúc đó, thay vì cảm thấy hối hận, hoặc cảm thấy xấu hổ, họ đổ lỗi cho quả vị thánh nhân là không tốt. Họ nói đạt được quả thánh có gì tốt? Bây giờ tôi vẫn bị bệnh, tôi vẫn chết, tôi vẫn già đi. Đó không phải do quả thánh, đó không phải do pháp môn, mà chính do người đó không đủ thận trọng. Cần phải thận trọng mọi lúc, bởi vì ngã chấp cũng là kẻ thù của chúng ta. Ngoài ma quỷ Atula, ngoài ma, ngoài thiên ma, chúng ta còn có ngã chấp, ngã mạn rất rất lớn của mình. Do đó, nếu quý vị thấy một ít ánh sáng thiên đàng nội tại hoặc nghe một chút âm thanh thiên đàng nội tại vào lúc thọ tâm ấn và tiếp tục, đây chỉ là cho quý vị thấy, giống như cái đèn để soi sáng con đường, để quý vị biết mình đi đúng hướng. Vì chúng ta luôn luôn nghe nói rằng thiên đàng có ánh sáng, và Đức Phật sẽ dạy chúng ta với âm thanh thiên đàng hay âm thanh của Thượng Đế, giống như âm thanh của nhiều nguồn nước, tiếng sấm. Rồi tôi đã nghe tất cả âm thanh đó, nghĩa là quý vị nghe Thượng Đế, thấy Thượng Đế trong hình tướng của ánh sáng thiên đàng nội tại, hoặc thấy Chúa Giêsu, hoặc có lẽ thấy Sư Phụ, hoặc thấy Đức Phật. Nhưng như vậy chưa có nghĩa là quý vị là Phật. Quý vị nên nhìn thấy ánh sáng thiên đàng nội tại, nghe âm thanh thiên đàng nội tại, đó chỉ là biển báo. Và tất cả phong cảnh quý vị thấy trên đường đi, thì cảnh quan cũng chỉ cho biết quý vị đang đi đâu. Giống như đường đi tới đây, ta thấy một số hộ pháp, một số cây cối, một số ngẫu tượng, thì tôi biết tôi đang tới sảnh thứ tư để gặp quý vị. Nhưng tôi chưa đến chỗ quý vị, tới khi tôi ở đây. Trong khi đó, nếu tôi dừng lại ngắm cây, trò chuyện với hộ pháp, hoặc sau đó tôi đi lạc đường và tiếp tục trò chuyện và quên mục tiêu là đến đây, thì mặc dù đã biết đường, tôi sẽ không bao giờ tới đây được. Tương tự, con đường đến quả vị Phật có đầy cạm bẫy. Đức Phật nói, ta chỉ con đường, ta chỉ mặt trăng, nhưng ta không phải là mặt trăng. Do đó, quý vị nhìn theo ngón tay thì thấy mặt trăng. Vậy nếu họ bị đọa địa ngục A Tỳ thì thật kinh hoàng. Đó là địa ngục vô gián, sẽ không cho nghỉ uống trà. Có nhớ chuyện tôi kể không? Có một số địa ngục cho nghỉ uống trà, cho nghỉ uống cà phê. Có một người không hề làm việc gì tốt trong đời, đã làm một số điều xấu, không đến nỗi xấu lắm khi vãng sinh ông đến địa ngục. Tôi kể quý vị nghe chuyện này rồi. Và bởi vì ông không phải hoàn toàn ác độc và xấu xa, nên ông được phép chọn. Ông có thể chọn địa ngục, thế là ông đi đây đi đó, ông nói, ô địa ngục này họ đun sôi người ta trong dầu, địa ngục này họ chặt người còn sống, đó là người địa ngục, họ nghiền nát người ta, trở đi trở lại và mình cảm nhận mọi đau đớn và thống khổ, nhưng không thể ngừng và không thể chết. Ở thế giới này, cho dù bị trừng phạt hay bị giết, quý vị sẽ chết.
Ít ra quý vị thoát khỏi điều đó. Nhưng ở loại địa ngục đó, quý vị không chết. Quý vị tiếp tục đau khổ mãi mãi. Đó được gọi là địa ngục A Tỳ. Địa ngục vô gián, không ngừng nghỉ. Thế là người này đi xem rất nhiều địa ngục và nói, ôi chào, thật kinh hoàng, thật khủng khiếp, kinh hoàng. Và rồi ông đi đến địa ngục cuối cùng, ông thấy có người đứng trong một cái hố hôi thối. Có phân trong đó. Nhưng họ đứng đó, phân ngập đến nửa người và uống cà phê hoặc trà. Ông nói, được, nơi này không tệ, ít ra tôi có thể uống cà phê và trà. Đứng trong phân bẩn. Nhưng không sao, tôi có thể uống trà. Thế là ông nói, được, tôi sẽ ở lại đây. Ông vừa nói xong thì chuông reo. Ác quỷ nói với mọi người trong hố phân, dừng nghỉ uống trà đã hết, hãy lộn ngược đầu xuống. Nghe buồn cười, nhưng đừng đi đến đó. Nhưng đó không phải địa ngục A Tỳ. Địa ngục A Tỳ không ngừng nghỉ, không bao giờ ngừng. Nơi đó có đủ loại hình phạt, thống khổ và đau đớn mãi mãi. Như truyện ta kể quý vị nghe về người nào đó đã từng giết gà để làm thức ăn. Sau đó ông sám hối rất thành tâm. Và địa ngục bắt ông nuốt than hồng. Nhớ không? Nhưng đó là bởi vì ông đã sám hối. Và ông được phép nhận sự trừng phạt đó để rửa sạch tội lỗi lập tức. Và rồi ông có thể trở về và bắt đầu cuộc đời mới. Và có thể tu hành, có thể được tha thứ. Nhưng nếu không có vị Bồ Tát, Quán Âm Bồ Tát can thiệp thì ông đã không thể thoát thân quá dễ dàng như vậy. Không phải chỉ bằng cách nuốt mấy cục than cháy đỏ đau khổ này mà ông phải chịu khổ lâu lâu, lâu hơn. Và không có cơ hội gặp bất cứ vị minh sư hay Bồ Tát nào để chuộc lỗi và tu hành. Vậy nên Đức Phật nói tiếp, các ông nên lắng nghe kỹ, ta sẽ giảng giải chi tiết cho các ông. Đức Phật từ bi biết bao, nhẫn nại dường nào. Không biết tôi có kiên nhẫn nhiều như Đức Phật thế không? Nhưng dĩ nhiên Ngài là đàn ông, càng căng thẳng, càng làm việc thì càng bền bỉ. Ngày xưa, khi chế độ mẫu hệ vẫn còn, dĩ nhiên nam giới làm mọi công việc nặng nhọc và công việc có áp lực. Nữ giới là người lãnh đạo các nhóm làm việc hoặc ở nhà. Nữ giới là bộ não, là bộ máy tư duy. Ngày nay, chúng ta có càng ngày càng nhiều phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Thậm chí Ả Rập hiện có thêm nhiều phụ nữ trong quốc hội hay trong chính phủ của họ, quý vị thấy không? Trước đó, không, cấm kỵ. Ấn Độ có nữ tổng thống. Tôi luôn ngạc nhiên. Ấn Độ thì có lẽ, nhưng đây là các quốc gia Ả Rập. Phụ nữ đi ra ngoài phải che kính và phải có người đàn ông đi cùng. Ngày nay họ tham gia chính trị, thậm chí còn được bổ nhiệm, được mời. Những thay đổi phi thường trong thế giới chúng ta. Dạ, rất nhiều thay đổi, tôi rất vui. Cảm tạ trời Phật. Cảm tạ trời Phật đã gia trì cho thế giới chúng ta. Xin gia trì thêm cho chúng tôi, càng nhiều càng tốt. Phật trời lẽ ra đã gia trì chúng ta nhiều hơn, nhưng chúng ta không nhận được. Mọi người trên thế gian này giống như các em bé. Mình không thể cho quá nhiều thức ăn ngon, mà cho từ từ, từ từ. Tôi ước gì mọi việc đã xong từ hôm qua, nhưng cũng tốt thôi. Bấy giờ Anan đứng dậy, cùng hàng hữu học trong pháp hội. Nghĩa là họ chưa phải hoàn toàn giác ngộ. Nếu không học hỏi, họ vẫn cần học. Vui mừng đảnh lễ, họ im lặng lắng nghe lời chỉ dạy từ bi của Đức Phật. Đức Phật bảo Ngài A Nan và mọi người trong pháp hội, các ông nên biết 12 loại chúng sanh trong thế giới hữu lậu này đều vốn có bản tâm sáng suốt nhiệm màu.
Ý Ngài nói hữu lậu là gì? Nghĩa là khiếm khuyết, bất toàn. Vậy đó có nghĩa là hữu lậu. Phiên dịch mà. À, phiên dịch. Từ tiếng Phạn sang tiếng Hoa đã có rồi. Phiên dịch từ tiếng Hoa sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Rồi từ tiếng Âu Lạc Việt Nam sang tiếng Anh và ngược lại là còn khó hơn nữa. Vì vậy, đôi khi, một số bài giảng phát sóng trên truyền hình Vô Thượng Sư tôi phải duyệt nếu có thời gian. Vì phiên dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Và đôi khi còn dịch ngược ý. Vì vậy, nếu có thời gian, tôi luôn luôn duyệt lại. Bình thường tôi không duyệt. Tôi nghĩ giáo lý của các thánh nhân phải hoàn mỹ rồi, tôi không kiểm lại. Nhưng đôi khi hoặc vô tình tôi thấy gì đó, tôi nói, ồ, không đúng, rồi tôi phải kiểm tra. Quý vị hiểu điều tôi nói chứ? Vì phiên dịch không phải luôn luôn đúng. Các phiên dịch viên làm việc rất chăm chỉ, họ cố hết sức để có thể hiểu và rồi để có thể diễn đạt cho chúng ta hiểu. Nhưng nếu họ không hiểu hoàn toàn, thì dĩ nhiên họ chỉ làm những gì họ có thể, khả năng tối đa của họ. Hoặc có lẽ giống như từng từ một. Phật nói với A Nan, ông nên biết rằng mọi người trên thế giới này đều vốn có bản tâm sáng suốt nhiệm màu. Giống như Ngài nói với mọi chúng sinh, đều có Phật tánh bên trong, giống nhau. Chỉ là cách nói khác nhau, hoặc như câu Chúa Giêsu nói, Thiên quốc bên trong ngươi. Hoặc các ngươi là con cái của Thượng Đế, nhưng chỉ chưa thức tỉnh những con cái ngái ngủ của Ngài. Là Phật còn ngủ yên. Đó là vấn đề. Thành ra Đức Phật, Chúa Giêsu, các thánh nhân khác phải giáng thế và đánh thức chúng ta. Thức dậy, thức dậy. Vì vậy, mỗi khi có vị thánh đến, tất cả những tiên đoán làm cho nó hoa mỹ, như ồ, quốc vương này kia sẽ đến và sẽ làm thế giới trở nên tuyệt vời, sáng ngời và thời đại mới, thời đại hoàng kim, vân vân. Và rồi chúng ta mong chờ điều đó. Rồi khi Đức Phật đến, Ngài sẽ vẫy tay và thế giới sẽ trở thành Niết Bàn hoặc Phật Quốc. Không phải như vậy. Với đệ tử của các Ngài, thế giới là đất Phật. Các Ngài không thể thay đổi toàn thế giới, tối thiểu vào những thời đó. Chính vì thế, khi thấy các tiên đoán, chúng ta nghĩ tại sao họ nói những điều huy hoàng về thời đại hoàng kim, khi Chúa Giêsu xuất hiện, khi Phật đến này nọ. Như thể toàn thế giới đã trở thành, lẽ ra đã trở thành thiên đàng. Nó là như vậy đối với những đệ tử xứng đáng của các Ngài. Đối với những tín đồ xứng đáng, đó là thế giới của họ. Đức Phật đã tạo ra nó, Chúa Giêsu đã tạo ra nó. Vì vậy, đệ tử của Ngài sống trong từ trường hỷ lạc đó mọi lúc. Dù với Ngài hoặc ở nhà, bất kỳ nơi đâu trong xã hội. Do đó, Đức Phật nói giống vậy trong đây. Như dù sao, ở đây mọi chúng sinh đều có Phật tánh, có khai ngộ tiềm tàng và sự sáng suốt. Tâm thể giác ngộ trọn vẹn. Không khác tâm thể mười phương chư Phật. Quý vị có tất cả những gì Đức Phật có bên trong, chỉ là bên trong còn ngủ, bị che lại. Thật đáng thương phải không? Dạ. Vẫn cần thời gian lâu lắm mới lấy lại được. Cần làm rất nhiều việc mới lấy lại được. Nhưng ít ra quý vị biết mình sẽ làm vì mục đích gì. Giống như mình nhận công việc, mà mình cũng không biết sẽ được trả lương hay không, có thể làm ở đó được bao lâu. Liệu ngày mai ông chủ sẽ đuổi mình hay không, sẽ được trả lương bao nhiêu, thì rất là nản chí, phải không? Nhưng nếu có việc hợp đồng, công việc đảm bảo mãi mãi, mỗi tháng 10.000 Mỹ Kim, có tiền thưởng, có phúc lợi, được nghỉ lễ Giáng sinh, một tháng nghỉ phép, thì quý vị cảm thấy, ồ, ngày nào mình cũng làm việc thật vất vả, nhưng mình có được gì đó, xứng đáng. Cũng giống vậy. Giống vậy. Ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại và bất cứ cảnh giới nào, đó là thể nghiệm cho quý vị. Đó là tiền lương. Như vậy, quý vị biết mình có gì đó. Nhưng đó chưa phải trọn vẹn. Quý vị tiếp tục làm việc, làm việc. Nhưng ít ra quý vị biết mình được trả lương. Nhưng tiền lương không phải là tất cả những gì mình nhận được và không phải là thứ duy nhất mình nhận.
Điều tốt nhất là mãn nguyện, vui với công việc của mình, bởi vì đó là công việc tốt, đó là môi trường tốt, đồng nghiệp tốt, ông chủ tử tế, rộng lượng, vân vân. Và an sinh của đời mình, sự sống còn của gia đình mình, điều đó cũng quan trọng. Tương tự, ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại không phải là tất cả. Đó không phải tối thượng, mà chỉ để làm yên tâm. Giới luật, nâng cao đạo đức, đức hạnh, nhân từ bác ái mà quý vị phát triển, thậm chí còn quan trọng hơn. Niềm hạnh phúc bên trong còn quan trọng hơn nữa. Tất cả những điều đó cộng lại không phải chỉ thế, nhưng dĩ nhiên, ánh sáng và âm thanh thiên đàng nội tại giúp mình, làm mình vui, rửa sạch cho mình, đảm bảo rằng mình đi đúng đường. Vì chúng ta nghe nói rằng mọi thánh nhân đều có ánh sáng, Thượng Đế là ánh sáng, Thượng Đế là tình thương. Âm thanh của Thượng Đế giống như tiếng sấm, như tiếng nước. Nếu nghe âm thanh đó, mình biết, ồ, đúng, mình gần Thượng Đế, hoặc câu thông với Thượng Đế. Trong Kinh Phật, cũng có nói như thế trong Kinh Pháp Hoa. Phật cũng đề cập đến loại nước này, hải triều âm, thiên đàng nội tại, và ánh sáng thiên đàng nội tại mọi lúc, mọi nơi. Phật đề cập tới ánh sáng thiên đàng nội tại, có tỳ kheo thấy, có tỳ kheo không thấy, tại sao? Và một số tỳ kheo, đệ tử của Ngài nghe được âm thanh thiên đàng nội tại, và một số không nghe được, tại sao? Nhưng đó là chương khác. Nhưng có lẽ hôm nào đó, tình cờ tôi đã nói về điều đó. Tôi sẽ xem lại những chương đó, và có lẽ sẽ đọc toàn bộ. Tối thiểu, Đức Phật sống tới năm 80 tuổi, có lẽ Ngài có 50 năm để giảng. Đó là rất nhiều. Ngài nói rất nhiều điều. Và may mắn cho chúng ta là Ngài sống thọ. Ở Ấn Độ, người ta nhân từ hơn. Và thực tế, Ngài là Thái tử. Và Ngài đã bỏ nhà ra đi. Nhiều vị vua và triều đình cũng có phần tôn kính Ngài. Bởi vì họ không lo ngại rằng Ngài sẽ chiếm lấy vương quốc hoặc địa vị của họ. Vì Thái tử đã rời bỏ vương quốc, tất cả những vị vua và hoàng hậu hoặc bất cứ hoàng tử nào lúc đó cũng cảm thấy yên tâm hơn. Vì vậy, họ không cố gây hại cho Ngài như họ đã làm với nhiều vị minh sư khác nếu đó là một bối cảnh khác. Đừng hỏi tôi không có gia cảnh, tôi không có gì hết. Tôi ra đời ở Âu Lạc Việt Nam, gọi là sinh ra Âu Lạc Việt Nam. Có người chỉ nghe từ Âu Lạc là họ nghĩ tới chiến tranh, người tị nạn, nghèo đói, bất tận. Tôi không có bất cứ gia cảnh nào để hỗ trợ tôi. Nếu tôi là công chúa và rời khỏi vương quốc, có lẽ tôi sẽ có nhiều hơn, nhiều đệ tử hơn, nhiều ủng hộ hơn. Họ nói, Bụt nhà không thiên. Bụt nhà không thiên. Vì vậy, cũng có nghĩa ở quê hương mình hay ở đất nước mình. Nhưng thấy không, Đức Phật thì khác. Ngài là người nào đó. Ta nói về điều đó bởi vì một số minh sư, thật ra, nhiều minh sư đã chết vì triều đình hoặc vua chúa vào những thời đó, rất lo lắng rằng các ngài có thể chiếm ngai vàng của họ, làm cách mạng chống lại họ, bởi vì tất cả đệ tử của các ngài đều tán thán tung hô xung quanh minh sư của họ, gọi ngài là Maharaji, Mataji, bất cứ danh hiệu nào, đại đế, nữ hoàng, gọi họ vua của các vua, nữ hoàng của các nữ hoàng. Mấy danh xưng này làm cho vua hay nữ hoàng đương thời sợ. Trẫm nghĩ trẫm là vua duy nhất. Tại sao gọi ngài là vua? Ngài là ai? Ngài chỉ là con trai thợ mộc, ví dụ vậy. Rồi, ngài muốn gì từ thần dân của trẫm? Đó là lý do họ truy sát ngài. Mặc dù họ biết ngài không hề làm gì sai trái, thậm chí quan tòa đã thực hiện việc hành hình này. Án tử hình cũng nói, ta vô tội vì huyết của người này. Bởi vì ông không muốn giết Chúa Giê-xu, nhưng mọi người khác
lại biểu quyết điều đó. Mỗi năm hoặc khoảng đó họ phóng thích một tù nhân, họ phóng thích một tội phạm, thay vì Chúa Giêsu vô tội. Thấy không? Chỉ vì chính quyền cấp cao hoặc những người khác, họ sợ Chúa Giêsu có thể chiếm ngôi. Người dân cứ gọi Ngài là vua. Trước đó có người tiên đoán rằng sẽ có một vị ra đời làm vua của dân Do Thái, nhớ không? Dạ nhớ. Ngài không cai trị gì hết, và thậm chí Ngài luôn nói, vương quốc của ta ở thiên đàng. Vương quốc của ta không ở đây. Ngài còn nói với môn đệ của Ngài, dạy môn đệ của Ngài buông bỏ bất cứ tài sản nào họ có, như các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối làm hư. Nhưng hãy để của cải trên thiên đàng là nơi an toàn và chắc chắn. Thậm chí Ngài dạy môn đệ của Ngài như vậy, nghĩa là Ngài không quan tâm về bất cứ gì trên thế giới này, nhưng con người vẫn sợ. Họ vẫn sợ rằng ảnh hưởng của Chúa Giêsu sẽ làm người dân nổi dậy chống lại họ và rồi tôn Ngài lên làm vua. Ngài là vua có lòng dân, điều đó đúng. Nhưng Ngài không quan tâm đến vương quốc. Nhưng dĩ nhiên, nhà vua thời đó hoặc triều đình thời đó, họ không thể hiểu điều đó. Bởi vì họ không đủ khai ngộ. Đối với họ, ngai vàng của họ, địa vị của họ, vương quốc của họ, công việc của họ, tài sản của họ, tiền thuế họ thâu từ người dân, sự cai trị của họ đối với thần dân là tuyệt đối quan trọng. Vì vậy, họ sợ mất đi điều đó. Cho nên bất cứ ai khác chinh phục được lòng gọi là thần dân của họ, thì dĩ nhiên họ lo sợ rằng thần dân có thể lấy tiền và tài sản của họ để đưa cho vị minh sư thay vì trả thuế, thay vì dâng cho triều đình. Thế lỡ thần dân đưa hết tiền cho minh sư và rồi dân chúng không còn đóng tiền thuế thì sao? Vậy thì nhà vua không thể sống trong xa hoa, các quan không thể có xe ngựa tốt nhất trong thành, vân vân. Mọi người lo sợ đủ thứ bởi vì họ nghĩ mọi thứ thuộc về họ. Nhà vua, triều đình nghĩ rằng thần dân cũng thuộc về họ. Đó là vấn đề. Họ không nghĩ rằng con người thuộc về Thượng Đế và về thiên đàng. Bây giờ quý vị biết tại sao nhiều vị minh sư chết sớm hoặc chết đau đớn, chết oan, chết vô tội. Chỉ vì điều đó. Thành ra Phật sống thọ hơn nhiều vị minh sư. Bây giờ hiểu chưa? Ngài sống hơn 80 tuổi. Chúa Giêsu chỉ giảng pháp khoảng 3 năm, thời kỳ rực rỡ nhất của đời Ngài. Đức tiên tri Mohammed bình an đến với Ngài cũng đã bị quấy rối suốt đời Ngài. Tất cả các vị minh sư đạo Sikh cũng bị hành hạ về tinh thần suốt đời các ngài, cả về thể chất và bị giết. Ví dụ như nhiều vị minh sư khác trong lịch sử của nhân loại chết cách này hay cách khác, không tự nhiên, không tội lỗi, không phạm tội, không làm hại đến ai. Chỉ vì những người cầm quyền đôi khi không thích những gì các ngài nói. Họ lo lắng rằng các ngài có thể chiếm vương quốc hoặc tài sản, hoặc địa vị của họ, vân vân. Chỉ toàn mấy chuyện như thế, đúng là phi lý. Thật sự không có lý do, bởi vì các vị minh sư thậm chí không bận tâm. Nhưng họ không tin vậy, bởi vì đối với họ, địa vị vô cùng quan trọng, ngai vàng vô cùng quan trọng. Làm sao người khác lại không nghĩ điều đó là quan trọng được chứ? Không có chuyện như vậy, không thể nào. Họ không thể tin điều đó. Chỉ như một người đàn ông vô cùng thương vợ. Vì vậy, ông rất ghen với bất cứ đàn ông nào, thậm chí liếc nhìn hay khen ngợi vợ mình. Ông nghĩ, ồ, anh muốn gì từ vợ tôi? Có lẽ người kia không muốn gì cả. Anh chỉ là người lịch sự. Anh thậm chí không yêu vợ anh chàng đó. Anh cũng không thích cô ấy. Có lẽ anh đã yêu thương một người khác sâu đậm rồi. Vậy thì tất cả phụ nữ khác là vô nghĩa đối với anh. Đàn ông quý vị biết điều đó. Nếu đã yêu một cô gái rồi thì các phụ nữ khác trên toàn thế giới quý vị đều không để ý, phải không? Hầu hết đa số phụ nữ quý vị không để ý tới nữa. Nhưng người đàn ông đó quá chiếm hữu vào vợ. Vợ tôi, vì vậy ông sẽ nghi ngờ bất cứ người đàn ông nào tới gần nháy mắt với cô ấy, hoặc liếc nhìn cô ấy, hoặc nói lời tốt đẹp với cô ấy.
và ông đã có cảm giác phòng thủ rồi, bởi vì ông quá yêu quý vợ ông, như nhà vua trân quý ngai vàng, địa vị, tài sản, quyền lực của mình, sợ bất cứ đàn ông khác hay người khác có quyền lực giống ông, chinh phục được lòng của những chúng sinh khác, mà thậm chí vua không thể chinh phục được ai cả. Và có lẽ nhà vua biết thần dân chỉ sợ trẫm chứ không thương trẫm. Và còn ông này, ông không là ai cả mà ai cũng thương ông. Họ chạy theo ông, tôn thờ ông, chạm vào chân ông, bái lại ông, cúng dường ông, thứ này, thứ kia, làm bất cứ gì cho ông. Ồ, rồi ông muốn làm vua. Ông muốn ganh đua với ta. Quý vị hiểu điều tôi nói chứ? Tâm đố kỵ thật khủng khiếp. Tôi sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện về vị quốc vương thậm chí ganh tị với con voi. Voi của ông. Nhưng đây là chuyện có thật. Phật đã kể câu chuyện đó. Thời xa xưa, có một vị vua, nhưng dĩ nhiên là kẻ thù trước đây của Đức Phật. Ông vua này luôn quanh quẩn bên Đức Phật, ngay cả khi Ngài đã chính thức thành Phật bằng xương bằng thịt. Đó là Đề Bà Đạt Đa. Từ lâu rồi, từ lâu, lâu lắm, xưa thật là xưa, có một vị vua đầy quyền lực, giàu có, nổi danh trong vương quốc. Ông có con voi đẹp màu trắng, thuần khiết, dễ thương, tuyệt diệu, trông rất oai phong. Ngoài những thứ khác mà ông sở hữu, voi trắng đã là hiếm thấy rồi, lại còn đẹp oai phong như thế, và được huấn luyện rất tốt, bởi vì con voi đó quá giỏi, thông minh và có nhiều tài năng. Một hôm, ông nghe mọi người khen ngợi con voi hết lời, bởi vì con voi biểu diễn gì đó, và họ nói, ồ, con voi tuyệt diệu, con voi đẹp, ồ, chúng tôi thương con voi này, ồ, nhà vua chịu không nổi. Họ nên nói những lời đó với ta chứ không phải với con voi. Nó chỉ là voi, thậm chí nó là của ta. Ông ganh tị đến nỗi phát điên lên. Vì vậy, một lần nọ ông triệu tập người quản tượng cùng con voi đến một chỗ trong núi, nói, hôm nay chúng ta lên núi. Sau đó ông hỏi quản tượng, voi này được huấn luyện tốt chứ hả? Dĩ nhiên, quản tượng trả lời, dạ, dĩ nhiên rồi, thưa bệ hạ. Voi này giỏi nhất trong cả nước. Không có voi nào khác giỏi hơn chú. Bệ hạ có con voi giỏi nhất, thưa bệ hạ. Nhưng rồi nhà vua lại giận sôi người hơn nữa. Ngay cả quan triều đình cũng khen ngợi con voi. Vì vậy, ông nói, được, tốt, thế thì ngươi hãy cho ta xem. Con voi có đứng được bằng một chân, hai chân không? Rồi bắt nó đứng bằng hai chân xem nào. Theo lệnh của quản tượng, con voi đứng bằng hai chân. Nó đứng được một chân không? Dạ, chú đứng được một chân. Tốt. Sau đó, vua bắt con voi đi lên tận đỉnh núi và bảo quản tượng, bây giờ con voi có đứng được bằng hai chân trước trên đỉnh núi không? Nhà vua định đẩy con voi xuống. Người quản tượng chợt nhìn thấy sắc mặt nhà vua. Dĩ nhiên, con voi vẫn đứng được như vậy, bởi vì con voi đó quá giỏi. Nhà vua định đẩy nó, nhưng quản tượng đang ở gần đó, hay mọi người đang nhìn, nên ông không làm gì được. Nhà vua nói với quản tượng, con voi có bay được không? Quý vị có từng nghe voi bay chưa? Vì nếu mà không bay được, thì nó là con voi tội. Nó không đáng được sống. Buộc nó phải chết. Người quản tượng biết ý định của nhà vua. Vì vậy, ông nói thầm vào tai voi. Ông nói, thiên nhân đáng kính ơi, nếu có thể thì hãy bay. Bay thật xa khỏi nơi đây, bởi vì nhà vua sẽ giết bạn. Giờ bạn đang gặp nguy hiểm, hãy dùng lực lượng nếu có. Ta biết bạn là con voi đặc biệt, bạn giỏi nhất, và bạn rất thuần khiết. Nếu bạn bay được thì hãy bay. Nhưng cho ta đi cùng, cả hai chúng ta sẽ bay đến một vị vua xứng đáng khác, một vương quốc khác, chẳng hạn đi đến xứ Ba La Nại. Ở đó bạn sẽ sống xứng đáng.
với tài năng và phẩm chất của mình. Thế là con voi thật sự bay lên bầu trời với quản tượng cưỡi trên lưng. Rồi con voi dừng ở đó một lát và người quản tượng nói với vua, từ trên cao nói vọng xuống với vua, tâu bệ hạ, con voi này xứng đáng cho cả thiên vương. Chú rất thuần khiết, tận tâm, có tài, lại còn thánh thiện. Đúng, rất thuần khiết. Người quản tượng nói, còn ông đúng là vua ngu ngốc. Ông không xứng để giữ chú. Nên bây giờ chúng tôi đi đây. Vĩnh biệt. Rồi họ bay đến một vị vua khác. Sau khi họ bay đến vương quốc khác, họ dừng lại trên không trung. Và nhà vua cùng văn võ bá quan bước ra nhìn. Lúc đó nhà vua hỏi, các ngươi từ đâu đến? Làm sao voi mà lại biết bay? Và người quản tượng giải thích hết sự tình rồi nói, chúng tôi nghĩ bệ hạ là vị vua xứng đáng có điều này, có con voi này, để củng cố thêm uy nghi và phẩm giá của bệ hạ. Vậy nên chúng tôi đến đây. Nếu bệ hạ chấp nhận, thì chúng tôi sẽ đáp xuống. Nhà vua đó nói, ồ, hoan nghênh, hoan nghênh. Ồ, may mắn làm sao, con voi đẹp biết bao. Tuyệt vời biết dường nào, chúng tôi thật sự muốn chào đón các ngươi. Thế là họ đáp xuống. Vua mà cũng ganh tị với con voi của chính mình. Giống như tôi ganh tị với chó của tôi vậy, tưởng tượng được không? Vì chú chó biết nói tiếng Anh và mọi người khen chú. Tôi có làm vậy không? Quý vị có làm vậy không? Dạ không. Không, mình sẽ cảm thấy hãnh diện phải không? Sẽ cảm thấy vui vẻ, vui mừng hoặc có lẽ ngạc nhiên, nhưng không ganh tị với chú chó có tài và thông minh phải không? Thấy đó, bảo quý vị rồi, vua mà cũng có thể ganh tị với con vật vô tội như thế. Với con voi của chính mình thì làm sao vua nào khác lại không ganh tị với minh sư còn hiển vinh hơn, được tán thán và tôn thờ nhiều hơn con voi đó. Thành ra nhiều vị minh sư chết bị thương như vậy bởi vì điều đó. Vì không phải tất cả các ngài đều là hoàng tử. Nhưng dù vậy, như ngài Bồ Đề Đạt Ma, ngài cũng là thái tử từ Ấn Độ. Nhưng ít ra, họ không giết ngài. Họ không giết ngài Bồ Đề Đạt Ma, họ chỉ không nghe ngài mà thôi. Và một trong những vị vua cũng không nghe ngài. Bởi vì nhà vua mời ngài khi nghe danh tiếng của ngài, nên đã mời ngài đến triều đình. Khoe khoang hỏi ngài, ồ, trẫm đã xây nhiều chùa chiền cho các Phật tử, trẫm cúng dường và chăm sóc nhiều vị tăng. Ngài nghĩ, trẫm có bao nhiêu công đức? Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói, không, không có gì cả. Thế là dĩ nhiên nhà vua không thích như vậy. Nhà vua nói, theo kiểu rất thường tình, theo kiểu tự cao tự đại, theo trình độ hiểu biết kém cỏi về nghiệp quả, công đức và tiến bộ tâm linh. Nhưng ngài Bồ Đề Đạt Ma nói từ quan điểm của Đức Phật, của người khai ngộ, thế nên nhà vua không hiểu được. Nhà vua chỉ biết một phần của Phật giáo, nhưng không biết những phần khác của Phật giáo. Nhưng ông nghĩ ông biết mọi thứ. Ông chỉ nghe có một câu, hoặc có lẽ một phần trong sách nói, nếu cất chùa cho các tỳ kheo và tôn thờ Đức Phật, thì sẽ có vô lượng công đức. Nhưng nếu quý vị làm vậy với thái độ tôn sùng, với lòng thành kính, từ tình thương và tôn kính chân thật đối với giáo lý của Đức Phật, thì có lẽ quý vị có công đức. Quý vị cần phải có tâm đơn thuần khi làm vậy. Vị vua này làm việc đó mà đã tính công đức với mỗi ngôi chùa ông xây rồi, hoặc với mỗi vị tăng ông cúng dường chút ít gạo và thức ăn này. Có bao nhiêu đâu. Nhà vua có khả năng làm nhiều hơn vậy. Vì ông có khả năng, nên ông chỉ làm thế vì lòng tham.
Không những ông làm vua đã có địa vị rất cao và được tôn sùng rồi mà vẫn còn muốn công đức từ Phật và tính công đức, cúng dường vài vị tăng chút thức ăn hoặc lập vài ngôi chùa và nghĩ mình là nhân vật quan trọng. Và ông muốn Ngài Bồ Đề Đạt Ma khen ngợi và nói hay quá, bất khả tư nghị. Ông là vị vua bất khả tư nghị, nhà vua không thích thế. Sau đó vị quốc sư khai sáng cho vua nói ông biết lý do, và rồi vua cảm thấy hối hận, mời ngài trở lại, phái quân đội hùng hậu để làm ngài cảm động. Hầu mang ngài trở lại, nhưng ngài không trở lại, quá muộn rồi. Nhưng ít ra ngài là thái tử của Ấn Độ nên vua không xử trảm ngài. Bởi vì nếu xúc phạm phẩm giá của vua, nói ngược lại ý vua là xem thường vua như thế, nói bệ hạ làm mấy việc đó nhưng bệ hạ không có công đức gì, đó nghĩa là phạm tội khi quân. Trong thời ấy đó có nghĩa là mình không tôn trọng vua, xem thường nhà vua, làm mất thể diện của vua thì sẽ bị xử trảm, mình sẽ bị chặt đầu, đầu quý vị sẽ đi nơi này và thân thể sẽ đi nơi khác. Ít ra ngài là thái tử của Ấn Độ, và nhà vua cảm thấy, thôi, có lẽ ông không nên xử trảm ngài, có lẽ bởi vì ngoại giao với Ấn Độ, hay bởi vì ông cảm thấy không bị Ngài Bồ Đề Đạt Ma đe dọa vì Ngài là Thái tử và Ngài đã rời bỏ vương quốc nên vị vua Trung Hoa lúc đó. Lương Võ Đế không cảm thấy bị đe dọa như có lẽ ông này từ Ấn Độ đến tìm cách đoạt ngôi của ta hay gì đó. Vì vậy, ông để Ngài đi thôi. Cảm tạ Thượng Đế vì điều đó. Bao nhiêu minh sư nói trái ý vua như vậy mà được may mắn như vậy. Chúa Giêsu chưa làm điều gì cả, thậm chí chưa ra đời mà nhà vua đã truy sát ngài rồi. Thành ra cha mẹ của ngài phải bỏ chạy ngay cả khi sắp sinh rồi và rồi hạ sinh trên đường trong máng lừa, và ngài cũng không sống được lâu sau đó, chỉ 30 mấy năm. Và rồi, ngài phải ra đi, bi thảm như vậy. Quý vị thấy một số nhà cầm quyền có thể nguy hiểm dường nào nếu họ không khai ngộ, nếu họ quá chiếm hữu hay lạm dụng quyền lực của họ. Trời ơi, quyền lực vẫn còn đó chứ. Bằng không, quý vị sẽ không hiểu tại sao. Tại sao tất cả các vị minh sư, đa số các vị minh sư bị giết, minh sư đạo Sích cũng bị giết bởi vì vua Mông Cổ thời đó. Nhà vua thời đó chịu không nổi khi thấy các ngài được đệ tử kính yêu. Họ lo lắng cho quyền lực của họ. Cũng giống vậy, ngay cả không nói gì, thì những lý do tế nhị là như thế. Phật ca ngợi rằng chúng ta có cùng Phật tánh, ánh sáng khai ngộ tiềm tàng như chính Ngài và chư Phật mười phương. Chúng ta vĩ đại làm sao? Quý vị hiểu điều đó không? Chúng ta giống như chư Phật. Chúng ta có tài sản tương tự như Đức Phật, vĩ đại biết bao. Quý vị có thể tưởng tượng mình vĩ đại như thế nào không? Mọi người đi tôn thờ Đức Phật, nhưng chúng ta cũng có cùng một thứ Phật đề cập ở đây, không chỉ riêng ở đây. Phật luôn luôn đề cập rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh giống nhau bên trong. Tưởng tượng quý vị vĩ đại dường nào, tôi nên tôn thờ quý vị, tôi cũng nên bái lại quý vị. Nhưng không sao, quý vị đặt tôi trên ghế này thì tôi ngồi đây, tôi giả bộ là minh sư, được chứ? Tỉnh dậy. Tỉnh dậy. Hãy nhớ là quý vị vĩ đại, quý vị là Phật. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, đúng vậy. Nếu quý vị là Phật, đừng làm những việc ngớ ngẩn, đừng phạm giới, đừng làm bất cứ việc gì trái ngược phẩm giá Phật của quý vị. Hãy luôn luôn nhớ. Cho dù quý vị không cố gắng trì giới, quý vị là giới luật, giống như bản tánh của quý vị. Như quý vị phải thở và quên rằng mình đang thở, như tim quý vị đập, nhưng quý vị không biết rằng tim mình đang đập. Đó là khi quý vị có thể nói với tôi, thưa sư phụ, con là Phật.
Không phải đẳng cấp thứ bảy, thứ tám, tôi không cần đẳng cấp gì hết. Hãy nhớ Đức Phật nói rằng, quý vị có phẩm chất y hệt. Tất cả chư Phật mười phương không phải chỉ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai và khắp nơi trong toàn cõi vũ trụ, đều giống như quý vị. Một khi quý vị nhận ra chân lý, trời ơi, quý vị vĩ đại như vậy đó. Chúa Giêsu cũng nói giống vậy, các ngươi có Thượng Đế bên trong, Thánh Linh ở bên trong ngươi, Thiên Quốc ở bên trong ngươi. Vậy thì quý vị là ai? Quý vị là Thượng Đế phải không? Ít ra quý vị giống Thượng Đế. Quý vị có thể vĩ đại thế nào nữa? Còn có thể vĩ đại hơn thế nào nữa? Và hãy nhìn tất cả chúng ta. Chúng ta thật thảm thương. Hãy nhìn mọi người trên toàn thế giới tranh đấu vì miếng ăn, tranh đấu để có thể một mảnh đất. Một quốc gia muốn cướp vùng đất khác của quốc gia khác, tranh đấu với vua khác, tổng thống khác, bất cứ gì khác. Thật đáng tiếc. Thảm thương làm sao? Đáng thương biết bao. Nơi nào tôi đi, có nhớ trước đây không? Trước khi tôi gặp quý vị, tôi ra ngoài giảng pháp, nói quý vị vĩ đại. Tôi chỉ muốn đến đây, nói với quý vị vĩ đại. Tôi muốn giúp quý vị nhớ lại sự vĩ đại của mình. Tôi chỉ muốn làm vậy thôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi có nhiều trở ngại. Bởi vì tôi cũng nói những điều khác nữa. Như là nếu quý vị muốn nhớ tới Phật tánh của mình và muốn biết mình vĩ đại như thế nào thì hãy ngừng tất cả những việc xấu ngớ ngẩn mà quý vị đang làm, không hút thuốc, không ăn thịt, không uống rượu, không vân vân. Và điều đó đi ngược lại với sở thích của nhiều người. Nhưng thật sự, quý vị là Phật. Đức Phật nói dối với quý vị để làm gì? Ngài nói mọi chúng sinh trên thế gian này có Phật tánh bên trong. Vậy quý vị không là gì khác ngoài Phật. Vì vậy nếu tôi gọi quý vị là Phật, Phật, Phật nhỏ, Phật trẻ, Phật già cũng không sao. Hy vọng quý vị liễu ngộ điều đó, bởi vì chỉ nói điều đó hoặc nghe tôi nói, nghe Phật nói cũng đều vô dụng với quý vị. Vậy hãy chăm chỉ hơn để liễu ngộ sự vĩ đại của mình, để tha nhân cũng có thể lợi ích từ từ trường tự giác ngộ, khẳng định của mình, mà không cần giảng một chữ nào. Quý vị đi đến đâu, nơi đó cũng đầy ánh sáng, đầy sinh lực và đầy hạnh phúc. Bất cứ nơi nào quý vị tới, hãy tự biến mình thành kiểu Phật đó. Cho dù không biết chắc chắn quý vị có là Phật hay không, chỉ cần nhớ điều Đức Phật nói. Quý vị là Phật, Ngài không nói dối quý vị, Ngài không hề nói dối, chưa bao giờ nói dối. Ngài nói dối để làm gì? Không phải tốt hơn cho Ngài nếu Ngài nói, quý vị là người tội lỗi, xấu xấu, ta là vị Phật duy nhất. Không phải tốt hơn cho Ngài hay sao? Không. Ngài nói quý vị giống vậy. Chúa Giêsu nói, các ngươi còn có thể làm tốt hơn ta. Tất cả minh sư đều nói cùng một điều. Dĩ nhiên, khi các ngài dạy đệ tử, đôi khi các ngài phải khiển trách họ. Bởi vì họ làm theo đầu óc, thói quen của họ. Hệ thống tẩy não khiến họ tin rằng họ là người này, họ là người kia và họ phải làm điều này để chứng minh điều đó. Như con trai không được khóc. Con trai khóc là yếu đuối. Và rồi bây giờ họ thậm chí làm quý vị hổ thẹn, nếu không hút thuốc thì không ngon lành, không thể gia nhập nhóm bạn trong trường, làm hại rất nhiều thanh thiếu niên vô tội, thí dụ vậy. Do đó thật sự đáng thương. Thật sự, đôi khi một mình vào ban đêm tôi cảm thấy thương xót mọi người vô cùng. Rồi họ giết nhau và giết người vô tội và cảm thấy không có gì sai. Trong khi mình có vị Phật tự bi bên trong và lại không để cho vị Phật của mình thức dậy, quý vị không cố gắng tìm cách đánh thức vị Phật của mình và rồi cứ để người ngoài hoặc ma vương, ma quỷ lừa gạt và khiến quý vị làm những việc khờ dại và xấu xa và hạ phẩm giá của mình ngày càng thấp hơn. Thậm chí sau khi tu hành, họ vẫn bám theo quý vị. Nếu quý vị không thận trọng, đó là điều Đức Phật đã nói tới ở đây. Why?
Tại sao? Tại sao chúng ta không biết mình là Phật? Ngài cũng giảng giải. Đức Phật từ bi dạy chúng ta mọi điều. Do vọng tưởng. Đó là điều tôi bảo quý vị rồi. Người ta dạy quý vị làm việc này, làm việc nọ. Ngay cả như con trai không được khóc. Con trai mà khóc là yếu đuối. Giống phái nữ hoặc thậm chí đồng tính, rồi buộc tội quý vị đủ mọi thứ. Quý vị muốn khóc bao nhiêu thì khóc, tại sao không? Cảm nhận buồn, vui là điều tự nhiên với chúng ta. Khi vui chúng ta cười, khi buồn chúng ta khóc. Vậy thì sao? Chuyện của ai? Chỉ là cảm xúc của chúng ta. Chúng ta được tạo ra cách này. Khi khóc chúng ta không hại ai. Khi cười chúng ta cũng chẳng hại ai. Vậy tại sao khóc là yếu đuối? Tại sao khóc chỉ dành riêng cho phụ nữ chúng ta thôi? Mình khóc bởi vì điều gì đó làm mình cảm động. Làm mình cảm thấy vui, tới chảy nước mắt hoặc buồn, tới rơi lệ. Điều đó hoàn toàn tự nhiên, chỉ cần biết rằng đây chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua. Không phải điều gì đó hữu ích cho chân ngã của quý vị. Hãy vui với tiếng cười. Hãy tự giải tỏa nỗi buồn bằng nước mắt. Nhưng đừng chìm trong nỗi buồn mãi. Cũng đừng chìm đắm trong giải trí vô nghĩa mãi, mà hãy tập trung vào chánh đạo, vào tu hành. Do đó Đức Phật dạy, do ông vọng tưởng mê mờ chân lý nên phát sinh si ái, khiến gây ra mê lầm cùng khắp, nên mới có hư không. Cái mê biến hóa không dừng, nên có thế giới. Do vậy, các cõi nước nhiều như vi trần, trong mười phương, chẳng phải là vô lậu, đều dựng lập nên từ mê muội, vọng tưởng. Tưởng tượng xem, ngoại trừ Phật thổ, mỗi quốc gia hoặc ngay cả tinh cầu được tạo ra đều có sai lầm, đều không hoàn mỹ, đều là do vọng tưởng của chúng sinh. Rồi tất cả xuất hiện. Chính vì thế tất cả quốc gia, tất cả các tinh cầu, ngoại trừ Phật thổ, là đầy những khiếm khuyết và rắc rối, bởi vì nó xuất hiện từ vọng niệm. Đó là ý Phật muốn nói. Các ông nên biết, Đức Phật dạy. Nên biết hư không sanh trong tâm ông, ví như phiến mây điểm trên nền trời xanh. Huống nữa là các cõi nước ở trong hư không thì nhỏ đến cỡ nào. Trong tâm trí, đôi khi vì quý vị nhõng nhẽo, hay là đôi khi quý vị thật sự không tỉnh táo trong lúc tọa thiền, quý vị thấy gì đó. Nhưng dù vậy, so với thực tế, mấy cảnh tượng bên trong này giống như một hạt bụi. Nói chi tới thế giới khác bên ngoài, bên trong không gian đó, và tất cả cái gọi là thế giới vật chất bên ngoài, tất cả đều là từ vọng tưởng mà ra. Phật nói, nếu chỉ có một người trong các ông tìm ra chân lý và quay về bổn tánh, thì mười phương hư không đều tiêu mất. Làm sao các cõi hư không kia lại không bị hủy diệt? Đôi khi chúng ta tọa thiền và thấy thế giới đó. Nhưng khi chúng ta liễu ngộ chân lý, thì tất cả cảnh tượng này và cảnh giả biến mất. Do đó, Đức Phật hỏi, những thế giới ảo tưởng này làm sao lại không bị hủy diệt? Giống nhau, tất cả đều là ảo tưởng. Nếu liễu ngộ chân lý, những loại ảo tưởng này bên trong quý vị sẽ bị hủy diệt. Tương tự với tất cả cảnh giới bên trong tam giới, cao nhất là Phạm Thiên, làm sao có thể tồn tại mãi mãi? Ý Đức Phật nói rằng một ngày nào đó, tất cả các cõi này sẽ bị hủy diệt. Một khi quý vị nhận ra chân lý, thì không có gì ngoài những cõi giới thật sẽ còn lại với quý vị.
Đức Phật nói tiếp, các ông tu thiền, nghĩa là thiền định, đạt được chánh định, tâm ông thông suốt, hợp với tâm của chư Bồ Tát và các vị đại A-la-hán vô lậu trong mười phương. Đã an trụ trong trạng thái thanh tịnh thâm sâu. Khi làm điều đó, khi quý vị thật sự đạt được chánh định, thì tâm và linh hồn của quý vị câu thông với tất cả chư Bồ Tát chân chính, các chúng sinh khai ngộ cao đẳng và các vị A-la-hán. Bởi vì chính họ thuần khiết, do đó quý vị cũng trở nên thuần khiết. Lúc đó quý vị sẽ đạt được trạng thái thuần khiết thâm sâu. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra khi quý vị đạt được trạng thái thuần khiết thâm sâu và câu thông với tất cả vị thánh và hiền nhân trong mười phương? Chuyện gì xảy ra? Dạ, Thanh Pha Cạ, dĩ nhiên đúng rồi. Ít nhất quý vị trở thành thánh. Nhưng điều gì sẽ xảy ra? Những điều đáng sợ nào sẽ xảy ra? Tất cả ma vương cùng các loài quỷ thần và các cõi trời phàm phu đều thấy cung điện của mình vô cớ bị sụp đổ. Vì đây là do vọng sinh. Quý vị nhớ ở phần trên, Đức Phật nói tất cả mọi thứ họ tạo ra là từ ảo tưởng nên họ có cung điện riêng của họ. Và họ nghĩ họ có cái này, họ có cái kia, nhưng dù chỉ một người nhận ra chân lý và câu thông với chân lý, trong tâm thanh tịnh của chư Phật mười phương thì cung điện của họ sụp đổ. Đức Phật nói tất cả cõi giới bên trong sụp đổ, tất cả thế giới ảo sụp đổ. Thấy không? Không có lý do gì cả, rung chuyển, chấn động, tất cả sụp đổ. Đất đai rung động, các loài thủy lục không hành, tất thải đều kinh sợ. Trong thế giới của họ, trong thế giới vọng ảo này, hàng phàm phu mê muội thì chẳng hề hay biết những biến động này. Vì vậy, các cõi trời sụp đổ, núi sông tất cả rung chuyển, nhưng người phàm phu, những ai không có nhận thức, trực giác tâm linh nào, thì không hay biết, không thấy gì. Các loài sinh vật ấy đều có năm thứ thần thông. Biết không, những chúng sinh có những cung điện này là ma vương cùng quỷ thần. Họ chỉ thiếu lậu tận thông. Họ có mọi thứ, họ có thần thông, rất mạnh mẽ, nhưng họ vẫn còn khiếm khuyết. Họ chưa hoàn mỹ. Đó là điều duy nhất mà họ thiếu, nghĩa là họ không có tình thương. Họ không có đủ phẩm chất đạo đức. Họ không có ý tưởng đạo đức. Mặc dù họ mạnh mẽ, họ có thể có một số công đức từ thiện kiếp để trở thành thiên vương này nọ, nhưng họ chưa hoàn mỹ. Họ không có đủ từ bi và tình thương như Đức Phật, vì họ vẫn còn luyến tiếc cảnh trần lao. Làm sao họ chịu để cho các ông phá hoại cung điện của họ? Đức Phật đang nói về những ma vương này có cung điện bị sụp đổ. Vậy nên các loài quỷ thần, thiên ma, ly mị, vọng lượng, yêu tinh, trong khi ông tu phát tâm muội, chúng đều muốn đến phá ông. Họ sợ. Nhiều lần có nhớ mấy chuyện mà ta kể cho quý vị nghe về một vị vua trời. Ông là Đế Thích. Ông cứ đi xuống làm phiền mấy người tu hành này hoài, và thậm chí quấy rầy các vị Phật, vân vân. Ông là một trong những chúng sinh có cung điện đột nhiên rung động, bởi vì họ ngồi ở đó tận hưởng chẳng làm gì cả, và rồi bỗng nhiên họ cảm thấy đại địa chấn động. Ý tôi nói mặt đất của thế giới ảo của họ rung động, cung điện chấn động. Và rồi họ nhìn xuống, thấy tại sao lại vậy? Nguyên nhân của sự việc đó, khi đó họ thấy một người tu hành thật sự, tận tâm, tận lực với tất cả sức mạnh để thành Phật, để có thể giúp mọi chúng sinh, không muốn, không tận tâm trong thiền định, bởi vì muốn làm thiên vương, hoặc không tận tâm, bởi vì muốn làm vua trần gian hoặc bất cứ gì, mà chỉ muốn thành Phật, lúc đó thế giới của họ chấn động. Thế giới của thiên đàng thấp hơn rung động, nhưng đa số các vị thiên vương vẫn còn lưu luyến tài sản và quyền lực của họ. Họ rất ganh tị với những ai
muốn ở thiên đàng cao hơn họ, hoặc họ còn hoài nghi nghi ngờ rằng có lẽ các tu sĩ hoặc người tu hành này muốn làm thiên vương để thay thế họ, để thay thế những vị thiên vương đó và tùy tùng của họ nữa. Chính vì thế họ muốn diệt trừ, quấy phá quý vị, cám dỗ, làm quý vị phân tâm, dẫn quý vị đi lạc lối. Thế thì có bao nhiêu loại ma? Chúng ta chưa đọc đến chỗ đó. Quý vị chỉ có vài ngày, mà tôi còn nhiều trang lắm. Lịch của tôi không dài như thế, và chúng ta còn rất nhiều. Bởi vì ngay cả chỉ vài giới luật cũng mất nhiều thời gian rồi, nhưng quý vị ở đây để làm gì, phải không? Dù sao, quý vị lẽ ra phải thiền cả đêm, vì đã ngủ đủ cả ngày rồi. Vậy nên ban đêm tôi giữ quý vị tỉnh, ít nhất để bù đắp cho thời gian đã mất. Ta nói thật với quý vị, nếu có thể ngủ ít hơn ban đêm, thì quý vị ráng thức, thật sự có lợi. Điều đó đã xảy ra với tôi. Ta nói với quý vị từ kinh nghiệm cá nhân của tôi, khi mới bắt đầu hành trình tu học. Ban đêm, tôi thức và điều đó thật sự đã giúp. Mình thật sự biết rất nhiều điều mà mình chưa từng biết trước đây. Mình thật sự liễu ngộ một số chân lý mà mình không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra. Thật sự nó sẽ đến. Khi quý vị lắng tâm và dành thời gian tối đa để thiền và ở một mình, thật sự quý vị sẽ liễu ngộ nhiều điều. Vì khai ngộ không chỉ ở đây mà còn tiếp tục phát triển trong những cách khác, những hướng khác. Và liễu ngộ có nhiều khía cạnh. Nó sẽ giải đáp rất nhiều câu hỏi của quý vị. Quý vị thậm chí không phải hỏi tôi điều gì cả. Nên bây giờ Đức Phật nói, vậy đó là lý do họ đến quấy rầy khi quý vị nhập định, nghĩa là khi quý vị tọa thiền, quý vị muốn đi lên cao hơn nhưng họ muốn quấy rầy quý vị. Trước đây, vợ chồng anh bị nhức đầu, nhớ không? Dạ nhớ, vậy nên tôi phải bảo quý vị hãy lý luận với họ nói rằng này, chúng tôi chỉ muốn theo sư phụ Thanh Hải, không muốn làm phiền các ông. Chúng tôi thật sự có thiện ý, không muốn tranh giành với các ông điều gì cả, không gì cả, chúng tôi muốn lên cao hơn thì họ để yên quý vị, đúng không? Bây giờ Đức Phật nói tiếp, nếu quý vị vẫn còn tỉnh, vẫn chưa tới 12 giờ, được mà, phải không? Nếu quý vị muốn tôi ngừng, thì chỉ cần cho ta thấy quyển lịch. Quý vị có thể ngủ nếu muốn, linh hồn quý vị sẽ lắng nghe. Tâm của quý vị sẽ hiểu. Cho dù thân thể ở trong tư thế thoải mái, linh hồn quý vị tỉnh thức. Tôi đang nói chuyện với linh hồn quý vị chứ không phải đầu óc quý vị. Cảm ơn quý vị nói hoan hô. Phật dạy tiếp, các loài ma ấy tuy có oai lực lớn nhưng vẫn còn ở trong trần lao. Trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, có thấy sự tương phản không? Dù họ có thù oán lớn với quý vị, ý nói không chỉ căm ghét, mà còn sợ đẳng cấp tâm linh cao của quý vị và sự quyết tâm để đạt được thanh tịnh và nhà thật của quý vị. Họ sợ quý vị. Mặc dù có rất nhiều lực lượng, nhưng họ không là gì so với quý vị. Vậy nên họ rất sợ. Họ cố gắng tìm kẻ hở để hại quý vị. Thành ra quý vị phải thận trọng. Đức Phật không tìm cách chê trách bất cứ tỳ kheo hoặc đệ tử nào của Ngài. Ngài biết rằng những ma vương, quỷ thần này ghen tị và sợ quý vị. Cho nên Ngài chỉ cảnh báo họ cần chú ý. Nếu quý vị luôn luôn tin vào Đức Phật, hoặc luôn luôn nhớ tới tu hành, thì sẽ không sao. Nhưng làm người, đôi khi hay quên, bị quấy rầy bởi sự can thiệp trần gian, chuyện kinh doanh, trẻ em, vợ, chồng, con cái, cha mẹ, bằng hữu, công việc, thì làm sao quý vị có thể luôn luôn nhớ để bảo vệ chính mình, hoặc ngay cả nhớ sư phụ quý vị. Do đó, khi tọa thiền, đó có lẽ là lúc quý vị nhớ nhiều nhất, và quý vị đi lên cao hơn. Vậy đó là khi cung điện của họ chấn động.
và họ bắt đầu run rẩy. Và rồi họ sợ quý vị, sau đó họ muốn đi xuống quấy phá quý vị. Nếu quý vị làm việc trong đời sống thường ngày thì họ không thật sự quan tâm nhiều. Nhưng khi quý vị tọa thiền đủ loại tư tưởng, đủ loại ham muốn, đủ loại suy nghĩ mà quý vị không nên có, chúng cứ đến từ mười phương. Họ thậm chí đích thân thị hiện, làm phiền quý vị, hoặc nói với quý vị nhiều điều, hoặc dùng thú vật quấy phá quý vị. Họ làm đủ loại mưu mẹo, nhưng rồi quý vị sẽ vượt qua. Chỉ cần tiếp tục thiền, niệm năm hồng danh, cầu nguyện giúp đỡ và tiếp tục. Đừng bỏ cuộc, họ sẽ bỏ cuộc, họ sẽ phải bỏ cuộc. Và điều hữu ích khác là quý vị mở bản tụng kinh hoặc bài giảng của sư phụ hoặc trường hành vô thượng sư 24/7 mọi nơi trong nhà quý vị. Cho dù quý vị không thể thấy hoặc nghe quá nhiều, vặn nhỏ tiếng, che máy vi tính để màn ảnh tối đi, quý vị có thể ngủ hoặc che lại mặc dù vậy. Âm thanh nền vẫn bảo vệ quý vị. Truyền hành vô thượng sư nhé. Sư phụ, quý vị. Ngay cả mà cũng rất sợ. Truyền hành vô thượng sư. Làm sao quý vị biết? Sao quý vị lại cười? Quý vị biết điều đó hả? Vì thậm chí có một lần mà vườn đã tìm cách gạt tôi. Tôi bật truyền hình vô thượng sư rất nhỏ tiếng và tôi đang bế quan. Ngày đầu vẫn còn nhiều công việc và nhiều chuyện quấy rầy vẫn còn diễn ra trong lúc bế quan mấy tiếng đầu. Bỗng nhiên họ làm cho truyền hình vô thượng sư âm thanh phóng đại lên, tiếng nói thật đáng sợ, bỗng nhiên rất lớn tiếng, và tôi thậm chí không mở lớn quá. Sau đó thiên đàng nói với tôi, họ chỉ tìm cách quấy phá ngài, họ chỉ muốn bảo ngài tắt truyền hình vô thượng sư bởi vì ngài. Ý họ muốn nói là tôi và truyền hình vô thượng sư đang tạo thành vòng bảo vệ xung quanh ngài và những người khác. Họ tìm cách làm cho âm thanh truyền hình phóng đại quá đáng. Và rồi họ biết tôi thương động vật, nên họ dùng một chú chim bên ngoài trong lúc tôi thiền. Nhưng đó là lúc đầu, có lẽ vài giờ và vài ngày, không phải sau đó. Tôi tiếp tục, sau đó họ lặng im. Nhưng họ vẫn còn muốn làm phiền tôi. Họ đã dùng một số chim. Bình thường chú chim đó không kêu lớn tiếng quá, họ làm cho chú chim kêu thật to giống như tiếng voi khóc. Khóc la trong đau đớn, không có gì ở đó. Chỉ là một chú chim nhỏ nhưng nghe giống như tiếng voi kêu rống trong đau đớn. Tôi còn nghĩ đó là thật. Làm sao có voi nào trong vườn nhà tôi được chứ? Không có voi ở quanh đây nhưng nó cứ kêu. Cho đến khi tôi phải đi ra ngoài. Vào lúc bế quan thì tôi không nên, nhưng tôi phải đi ra ngoài. Dù tôi nghĩ đó là ảo ảnh ma vương, nhưng họ biết tôi thương động vật. Họ biết tôi không thể cưỡng lại, và tôi thật sự không thể. Vì vậy, tôi đi ra ngoài nhìn, và tôi còn gọi một số nhân viên truyền hình của thượng sư đến xem. Không có gì cả. Họ đã sử dụng đủ loại mưu mẹo, sau đó tôi không nghe gì nữa. Dù sao, tôi vẫn mở truyền hình. Dù họ có làm gì đi nữa, đôi khi họ làm hư máy móc của tôi khắp nhà, như 6 máy điều hòa không khí bị hư cùng một lúc, nhiều máy móc cùng một lúc, xe, cổng bị hư, tất cả mọi thứ cùng mọi lúc. Mỗi lần tôi bế quan, họ làm vậy. Họ làm đủ mọi thứ, nhưng mấy ngày đầu tiên thôi. Rồi tôi tiếp tục, và sau đó không còn nữa. Không còn gì nữa để phá hủy. Nên họ im lặng, hoặc họ biết họ không thể làm gì nhiều hơn nữa. Dù ma vương và ma quỷ rất mạnh, nhưng hãy nhớ quý vị mạnh hơn. Quý vị là Phật. Hãy nhớ điều đó. Quý vị có Phật bên trong. Hãy gọi vị Phật đó, lực lượng minh sư, lực lượng nội tại đó để luôn bảo vệ quý vị nhé. Vì quý vị có cùng một lực lượng như Đức Phật. Khi nghĩ tới Đức Phật, quý vị cầu thông với Đức Phật. Cho dù quý vị không đủ mạnh để tự bảo vệ mình, chư Phật, tất cả các thánh nhân trong mười phương sẽ bảo vệ quý vị, giống như vị hoàng tử sẽ là vua, nhưng vẫn còn là đứa bé và yếu đuối. Nhưng cha mẹ của hoàng tử là vua.
họ sẽ bảo vệ nếu hoàng tử gọi. Nếu cha mẹ ở gần, dĩ nhiên, họ sẽ bảo vệ hoàng tử. Mặc dù hoàng tử chỉ là vị tiểu vương bé nhỏ cũng giống vậy, có lẽ quý vị là Phật nhỏ bởi vì chưa nhận ra mình là hoàng tử. Chưa nhận ra quý vị sẽ thừa kế vương quốc và trở thành một vị vua có quyền lực, nhưng quý vị có cha mẹ là vua. Đừng quên cha mẹ của quý vị. Vì vậy, cho dù ma cố hết sức, họ cũng không làm gì được tôi. Nhưng họ sẽ làm phiền các phụ tá xung quanh tôi mỗi ngày. Thật vậy, từng việc nhỏ nhặt. Không thật sự là lỗi của họ, họ chỉ yếu đuối. Và rồi, ma vương tấn công họ để họ có thể tấn công tôi. Đó là như vậy. Và tôi biết tất cả điều đó, nhưng dù sao, không phải như... Tôi rất vui về chuyện đó. Tôi biết ma vương, chúng gạt đệ tử của tôi. Vô cùng vui thích, không, cũng đau đớn. Bởi vì nó có thể hại, cũng có thể làm đau đớn. Vậy, chỉ là đừng quên, quý vị là Phật. Và không có gì có thể hại quý vị, hãy nhớ điều đó. Khi quý vị nghĩ tới Phật cũng giống vậy, nghĩ tới Minh Sư thì quý vị câu thông với Minh Sư. Quý vị, Minh Sư, chư Phật và Chúa Giê-xu đồng nhất thể vào lúc đó. Quý vị thắng, quý vị sẽ thắng. Tiếp tục thiện. Hiểu chứ? Cảm tạ Thượng Đế. Đức Phật không nói mấy điều này ở đây. Khi nào Đức Phật nói thì tôi sẽ nói Đức Phật nói. Nhưng tôi cần phải giảng giải cho quý vị. Quý vị biết tài năng nói theo lịch của tôi, phải không? Đức Phật nói tiếp, các loài ma ấy tuy có oai lực lớn, nhưng vẫn còn ở trong trần lao, trong khi ông ở trong tánh giác vi diệu, đó là tương phản đối với họ. Tiện thể nói, mỗi ngôn từ đều có lực lượng, quý vị biết phải không? Dạ, nhờ các thí nghiệm của nhà thông thái nhạc tuyệt vời này, hoặc ngay cả nhờ bà khí công được chiếu trên TV của chúng ta, ngay cả khi nói không vấn đề, vẫn làm yếu sức đề kháng của mình. Đừng nói từ ngữ nào không mang lực lượng cho mình. Quý vị là người tu hành. Cái gì cưng? Anh muốn nói gì đó hả? Nếu nói thanh hải tim cô tu thì có được không ạ? Có thể nói. À, vì con dùng câu thanh hải tim cô tu, con thương Ngài. Đó là câu ở trong đầu con suốt ngày. Không, anh niệm năm hồng danh nhé. Anh gọi bất cứ danh hiệu nào anh cảm thấy nhiều lực lượng hơn cho anh. Được chứ? Quý vị phải câu thông với Phật tánh của mình. Bằng cách biết các vị Phật khác, gọi, cầu vị Phật đó, rồi đánh thức vị Phật đó bên trong quý vị, ngày càng thức tỉnh nhiều hơn. Không phải vì tôi quan tâm quý vị gọi tôi với danh hiệu nào, nhưng khi quý vị gọi tôi với danh hiệu thấp hơn thì không có lợi ích lắm cho quý vị về tâm linh. Không phải vô cớ mà thiên đàng bảo tôi dùng danh hiệu này. Vô Thượng Sư là quý vị bên trong. Phật lực, Thiên Quốc, Vô Thượng. Bây giờ Đức Phật nói tiếp, tất cả thiên ma và quỷ thần này, ngay cả các quỷ vương có quyền lực ở thiên đàng, nhưng vẫn bị trói buộc bởi dục vọng thế gian và tâm chiếm hữu này. Khi nhập định, quý vị vui hưởng câu thông với Phật lực, với Phật tánh bên trong của chính mình. Quý vị vui thích, thuần khiết và được thăng hoa. Chính vì thế, họ không thể chạm đến các ông nữa, cũng giống như gió thổi chẳng làm lay động ánh sáng. Hay như con dao chẳng cắt được nước, như điều tôi vừa nói với quý vị. Khi quý vị nhớ mình là Phật, thì không có gì có thể hại quý vị. Nhớ điều đó không? Cũng giống vậy. Đức Phật so sánh mấy ma quỷ này. Mặc dù họ đầy thù hận và lực lượng, nhưng họ không làm gì được quý vị. Nếu quý vị thật sự câu thông với Phật lực, nếu quý vị thật sự thành tâm khi tọa thiền, vì nếu họ muốn hại quý vị, nó giống như con dao chém vào nước, nước sẽ không hề hấn gì. Quý vị phải mạnh mẽ, phải tin chắc và nhớ lời Đức Phật nói rằng quý vị có Phật tánh y hệt như Phật. Hãy tin điều đó và tin rằng quý vị giống Thượng Đế. Tối thiểu, quý vị là con của Thượng Đế.
Cho dù không thể tin rằng quý vị đồng nhất với Thượng Đế, nhưng quý vị từ Thượng Đế mà ra. Ai tạo ra quý vị ngoài Thượng Đế? Ác quỷ à? Dĩ nhiên là không. Quý vị trông không giống. Cây tạo ra quý vị à? Không, quý vị trông không giống vậy. Quý vị trông giống hình dáng của Thượng Đế, mà quý vị nghĩ Thượng Đế trông như thế. Đó là như vậy. Nếu Thượng Đế xuất hiện trước quý vị thì cũng giống như quý vị vậy. Tương tự như khuôn mặt quý vị, hiểu không? Chỉ là huy hoàng hơn, sáng hơn. Vì chúng ta bị giam giữ bên trong thân thể này, nên không thấy sự huy hoàng của mình. Ông như nước sôi. Đức Phật nói tiếp, để an ủi và trấn an các đệ tử của Ngài. Ông như nước sôi, trong khi ma quỷ giống như tảng băng. Khi gần hơi nóng, băng sẽ tiêu tan. Hãy tưởng tượng quý vị đặt viên đá lạnh vào nước sôi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Tan mất, tan mất. Quý vị như nước sôi. Họ như mấy viên đá lạnh. Dĩ nhiên, họ giận dữ, muốn diệt trừ quý vị, muốn quấy phá quý vị, nhưng họ không làm được. Cho dù họ làm, cũng chỉ là tạm thời. Đừng sợ. Đừng lo lắng về điều đó, nó sẽ biến mất. Họ cũng quấy phá tôi hoài. Mỗi khi tôi muốn thiền, dĩ nhiên không phải cho tôi. Tôi chưa hề nói bây giờ tôi sẽ bế quan. Để tôi có nhiều lực lượng hơn, tôi sẽ trở thành thế này, tôi sẽ có tất cả điều này thêm. Không, 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 lần nào tôi bế quan. Cũng là vì một số mục đích cho thế giới. Hoặc là vì điều này hoặc điều kia. Tất cả chỉ là lợi ích cho thế giới. Và họ thậm chí sợ hãi hơn nữa. Đúng, họ sợ hãi hơn. Vì nếu thêm nhiều người được khai ngộ, thế giới sẽ có hòa bình. Thì họ không thể có quyền lực để khống chế con người nữa. Để khiến họ làm những điều xấu, tranh đấu với nhau, tiêu diệt lẫn nhau, hoặc hạ thấp giá trị Phật tánh của chính họ. Thành ra họ sợ. Chúng dựa vào ma lực, nhưng chúng chỉ là khách thôi. Để tôi đọc thêm. Họ có thể phá rối được là do tâm trí, thấy không? Chỉ là người chủ của ngũ ấm trong tâm ông. Cảm giác, xúc giác, tình cảm, những thứ như thế. Chỉ có đầu óc của quý vị là chủ nhân của mấy điều này. Đầu óc muốn quý vị có cái này, đầu óc quý vị ra lệnh quý vị có cái đó, mặc dù điều đó không tốt. Vậy nên, nhất thiết vì tầm tạo, nếu chủ nhân mê lầm, thì khách mới được dịp quấy phá. Vậy nếu đầu óc quý vị không ổn định, không có quan niệm đúng đắn, kiên định về mục tiêu, về sự khai ngộ, thì những người khách có thể lèo lái và gây rắc rối. Khi trong thiền định, nghĩa là tọa thiền, tỉnh thức, Đức Phật nói tỉnh thức, sáng suốt không mê lầm, thì các ma sự kia không làm gì được ông. Như thế đó, giống như ở trên. Khi năm ấm tan rã, tất cả các loại cảm giác, cảm nhận hoặc cảm xúc này, quý vị đã bỏ lại phía sau, quý vị vững vàng trong thiền định, niệm năm hồng danh, nghĩ tới Thượng Đế, nghĩ tới Phật lực của mình, lực lượng minh sư nội tại, rồi mọi cảm giác, mọi ham muốn quý vị có hoặc tư tưởng quý vị có sẽ biến mất. Ông có thể nhập vào bản tánh sáng suốt mà tà ma kia đều nương vào ám khí. Do sáng phá được tối nên bọn chúng sẽ bị tiêu hủy khi đến gần ông. Vì nếu quý vị kiên định trong mục đích của mình và tâm thuần khiết trong khi quý vị thiền, họ không thể đến gần. Ta bảo quý vị lúc nãy rồi, hãy nhớ quý vị là Phật, giống vậy. Thì họ sẽ thậm chí không thể đến gần. Họ có thể tìm cách, nhưng sau một lúc họ không thể đến gần nếu quý vị kiên định. Sao còn dám đến gần ông để phá rối sự thiền định của ông? Tôi cũng nói giống vậy. Lẽ ra tôi bế quan mà không có xáo trộn lúc ban đầu, nếu tôi không phải gánh vác quá nhiều công việc mỗi ngày. Do đó, ngày bế quan đầu tiên, họ có thể quấy phá tôi. Nhưng chỉ ngày thứ nhất hay thứ hai thôi. Giờ họ không phá được. Không thấy họ đâu cả. Không thấy ở nơi nào nữa. Chỉ ngày thứ nhất hay thứ hai.
khi tôi mới ngồi thiền. Vì lý do trọng đại nào đó, thì họ rất sợ hãi, họ muốn quấy phá tôi. Nhưng họ biết họ không thành công, nên giờ họ thậm chí không thể đến gần. Đừng sợ. Nếu không tỏ ngộ sáng suốt, bị ngủ ấm ngăn che mê lầm, thì chính ông, A Nan, là con của ma và thành người ma. Giữ đầu óc mình suy nghĩ đúng đắn, lưu niệm năm hồng danh khi tọa thiền, không ham muốn gì cả, thậm chí không nghĩ tới ham muốn gì cả, không muốn được khai ngộ nhanh, không muốn giàu có và danh tiếng, và không muốn nổi tiếng, hoặc ngay cả là minh sư, trở thành minh sư. Không gì hết, chỉ muốn giải thoát. Muốn biết Phật tánh của mình, muốn thành Phật, thì dĩ nhiên có thể. Muốn biết tự tánh của mình và muốn thành Phật, không phải là ham muốn, đó là quyền lợi bẩm sinh, và thậm chí là nhiệm vụ và bổn phận. Chúng ta ra đời để làm gì? Là để chúng ta có thể tìm Phật tánh của chính mình, để chúng ta có cơ hội được khai ngộ và trở thành thầy của chính mình trở lại. Nên đó không phải là ham muốn, vì khi thành Phật, quý vị làm lợi ích cho tha nhân. Đó là rất vô ngã, rất cao thượng. Ít ra quý vị tự giải thoát mình và sẽ không làm nô lệ cho bất kỳ ham muốn thấp kém hoặc ngủ uẩn nữa, mà quý vị tự do, cao thượng, quang minh, đẹp đẽ, có ích. Đức Phật tiếp tục. Như ông gặp nạn, nàng ma đang già. Phật không quên chuyện đó ha, phải không? Ngài tiếp tục nói với A Nan về cô gái yêu thương theo đuổi ông là việc nhỏ nhặt. Cô ta dùng chú thuật bắt ông phá hủy luật nghi của Phật. Trong số 80.000 tế hạnh, ông chỉ hủy phạm một giới. Nhưng vì tâm ông thanh tịnh nên ông bị chìm đắm. Ông chỉ phạm một giới, ông không thật sự phạm giới, ông chỉ bị cám dỗ. Và ông không đủ mạnh mẽ, ông không chuẩn bị cho điều đó. Không những vì cô ấy đẹp, mà ông còn không lường trước, ông sẽ bị cám dỗ. Ông không biết điều đó. Và lúc đó, ông không biết thần chú để chống lại loại thần chú mạnh mẽ nhất trong tam giới. Vì vậy, Đức Phật nói ông chỉ phạm một giới, vi phạm chỉ một giới. Có lẽ đó nghĩa là gần thân thể phụ nữ, hầu như quay lại sự thường tình như đẳng cấp, ham muốn nam nữ và khoái lạc thể xác này nọ, gần như chịu thua rồi. Bình thường tu sĩ không được chạm vào phụ nữ, và ông chỉ vi phạm giới đó nhưng bất đắc dĩ phạm phải. Đó không phải là lỗi của ông. Ông bị mê hoặc làm việc đó. Ít ra ông rất thuần khiết nên ông vẫn có thể nhớ tới Đức Phật. Không ai ngoài A Nan hoặc tỳ kheo có đẳng cấp như ông mà có thể thoát khỏi loại thần chú này bao giờ. Vì vậy, khi nói về A Nan, bất cứ ai cũng có thể sa ngã trong hoàn cảnh như thế. Nếu không đủ mạnh mẽ, quý vị sẽ rớt. Vì quý vị không thể dùng thần thông để đánh bại loại người này. Quý vị chỉ cần tỉnh táo, ý thức và bỏ chạy. Đó là cách tốt nhất. Đức Phật nói tiếp. Vẫn còn hy vọng Ngài an ủi A Nan. Ngài chỉ đưa ra ví dụ để ông biết cách để có thể thoát khỏi thần chú mạnh như vậy. Bởi vì ông thuần khiết, bây giờ Đức Phật dạy tiếp. Đây là nỗ lực muốn phá hoại hoàn toàn sự giác ngộ, quý báu của ông. Nếu nó thành công, ông sẽ như quan tể tướng, bỗng nhiên bị truất quyền. Gia đình ông ta trở nên bơ vơ, tuyệt vọng, không ai thương xót cứu giúp. Nếu A Nan không chống lại nổi ma thuật, cũng như sự tiếp xúc
và ham muốn thể xác này thì ông đã xong đời. Giống như đột nhiên, quý vị bị sa thải từ chức vụ triều đình và bị lưu đày đến nơi nào đó và bị tước đi quyền sống bên gia đình và bất cứ gì quý vị thích. Trong thời đó, khi một quan lại xúc phạm nhà vua, thì họ bị lưu đày đến nơi nào đó và gia đình họ cũng lang thang khắp nơi, hoặc có thể còn bị xử trảm. A Nan, ông nên biết rằng ông ngồi nơi đạo tràng, nơi ông tòa thiền. Như chúng ta đã nói hôm qua, hoặc bất kỳ nơi nào quý vị chọn là một góc yên tĩnh để thiền. Đó có thể là gác xếp, tầng hầm, xe hơi, nhà di động, hoặc lều quý vị. Đó là bồ đề đạo tràng của quý vị, nơi quý vị ngồi với sự quyết tâm tìm chân ngã của mình. Ông nên biết, ông ngồi nơi đạo tràng phải dứt sạch các vọng niệm. Nếu quý vị làm được, chúc may mắn. Khi vọng niệm đã dứt sạch, thì các ly niệm sáng tỏ rõ ràng, động tịnh không đổi dời. Nhớ quên đều như một. Điều này dễ dàng hơn với các tỳ kheo thời đó. Họ không có tài sản gì hết. Họ chỉ có áo cà sa bình bát và có lẽ tấm chăn để ngủ. Hiểu ha? Và họ chỉ ra ngoài để khất thực. Nếu có thức ăn thì họ ăn, nếu không có, họ chịu đựng thêm một ngày. Nhưng thường thì họ sẽ có thức ăn bởi vì Đức Phật đã trở nên rất nổi tiếng. Thậm chí người ta tới cúng dường, trong kho luôn luôn có thực phẩm. Và mỗi tăng ni được phép giữ gì đó thiết yếu cho 7 ngày. Mỗi tăng sĩ tùy theo họ cần gì. Đức Phật tiếp tục, khi an trụ trong trạng thái đó mà vào được chánh định, như người sáng mắt ở nơi tối tăm, dù chân tánh nhiệm màu thanh tịnh, nhưng tâm chưa tỏa phát được trí huệ sáng suốt. Đây gọi là phạm vi của sắc ấm. Mặc dù ông ngồi trong nhập định rất tốt, nhưng ông vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ngũ uẩn. Có nghĩa là khi quý vị có tư tưởng, cảm giác, tình cảm, tinh thần, ý nghĩ, cảm xúc và ham muốn tạo ra gì đó trong tâm trí của mình, và đó vẫn là hình thức từ cảm giác, từ ngũ uẩn, cảm xúc và cảm giác trần tục, đó không phải là Phật thổ thật. Do đó, Đức Phật cảnh báo ông như thế, như mắt sáng tỏ, ông sẽ rõ thấu mười phương. Quý vị sẽ thấy cảnh giới trong mười phương, không còn tối tăm. Phật miêu tả thể nghiệm bên trong. Không còn tối tăm, gọi là dứt sạch sắc ấm. Có nghĩa là nếu mắt trí huệ đã sáng rồi, thì có thể thấy cảnh giới thật của những thiên đàng khác nhau trong mười phương, hoặc có lẽ thấy Phật thổ. Vậy thì vào lúc đó, cái gọi là sắc uẩn đã được tạo ra trước đó bởi ham muốn, ý nghĩ, cảm xúc, tinh thần, tưởng tượng, vân vân, sẽ bị hủy diệt. Vì điều chân thật đã tới rồi, người ấy có thể vượt ra khỏi kiếp trượt, xem kỹ nguyên do của sắc ấm, nhận ra vọng tưởng kiên cố chính là cội gốc. Tôi đã nói đúng. Đức Phật nói, nếu nhìn thấy mười vũ trụ rõ ràng, cảnh giới mười phương hoặc Phật thổ, thì quý vị sẽ hủy diệt hình thể ham muốn này. Và rồi hành giả, thiền giả sẽ thấy căn nguyên thực của những cảnh giới giả mà họ đã tạo ra trong tâm trí. Chúng chỉ là vọng tưởng hoặc ham muốn đã cô đặt lại.
thành các cảnh giới, nhưng không phải là thật. Bây giờ tôi sẽ đọc tiếp một đoạn nữa, rồi quý vị có thể đi nghỉ. Bởi vì ít nhất chúng ta sắp tới loài ma quỷ đầu tiên. Và rồi chúng ta sẽ giới thiệu ma quỷ khác vào những ngày tới. Anna, ngài trong định ấy, quán xét thật kỹ bản tánh diệu minh. Ngài đã thoát ra khỏi các cảnh giả và cảnh giới thật này đã xuất hiện rồi. Tại điểm này, thấy tứ đại không còn đang dệt với nhau nữa. Trong chốc lát, thân thoát ra khỏi sự ngăn ngại. Lúc đó, quý vị sẽ không cảm thấy gì nữa, thậm chí không cảm thấy có thân thể. Lúc đó quý vị ổn. Trạng thái này gọi là tinh minh trôi vào tiền cảnh. Đó chỉ là trạng thái nhất thời do dụng công, không phải là sự biểu hiện của chứng quả thánh. Xin lỗi, vẫn chưa chứng quả thánh. Quý vị còn muốn tu hành chứ? Nghe như rất khó khăn. Nếu không khởi tâm, không sao, đừng lo. Miễn là quý vị nhận ra đó chỉ là trạng thái, hiểu không? Vẫn chưa phải là thánh quả. Không phải khai ngộ hoàn toàn, chỉ là một bước nhỏ. Miễn là quý vị đủ khiêm nhường để nhận ra điều đó, thì không nên lo lắng, hiểu không? Đức Phật nói, nếu không khởi tâm chứng thánh, thì đó là cảnh giới tốt. Không hại gì, tốt. Một bước tiến bộ. Nhưng nếu nghĩ mình chứng thánh, liền rơi vào tà kiến. Cho nên, mỗi lần có đồng tu quý vị nói với tôi, họ đã đạt này, đạt nọ, thì tôi nói quên điều đó đi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Bởi vì quý vị sẽ không nhận ra quý vị là thánh. Chỉ thấy gì đó, và quý vị cảm thấy hay quá, rất nhiều thể nghiệm, rất nhiều ánh sáng thiên đàng nội tại, chưa phải như thế. Đó mới chỉ là một bậc của cầu thang này. Tôi cũng bảo rồi, quý vị thấy sư phụ đến nhà nói chuyện và dạy quý vị, có lẽ đó vẫn như mới được nửa đường, điều đó chưa là gì. Ngài cứ nói ảnh hưởng của ma quỷ, nhưng Ngài chưa nói tới loại ma quỷ gì. Vẫn còn rất nhiều. Trước tiên, Đức Phật miêu tả trạng thái của con người quý vị. Trong đó, quý vị có thể rơi vào ảnh hưởng của ma quỷ. Và sau đó, trong các trang khác sau này, Ngài sẽ cho quý vị biết, sẽ chỉ ra những tên gọi của các loại ma quỷ đặc biệt. Loại nào đang làm gì? Và tại sao và từ đâu đến? Và làm thế nào để ngăn chặn? Quý vị muốn đọc tất cả không? Dạ muốn. Không? Muốn hả? Có 10 trạng thái nhập định. Cho dù quý vị thấy thể nghiệm rõ ràng, thuần khiết, thấy ánh sáng thể nghiệm này nọ rồi, quý vị vẫn còn trong 10 giai đoạn. Quý vị sẽ vẫn rơi vào ảnh hưởng của ma quỷ nếu quý vị không ý thức. Vì vậy, cảnh giới Đức Phật vừa miêu tả chỉ là trạng thái thứ nhất. Còn 9 trạng thái nữa, và biết mình, biết ta, sẽ phải mất nhiều giờ nữa, tới khi 10 giai đoạn kết thúc. Tôi muốn ngày mai tiếp tục. Chúng ta nên thật sự cảm ơn các vị minh sư, chư tăng ni, học giả quá khứ, những người đã dành thời gian để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật sau khi vị minh sư nhập Niết Bàn, và cả những người trong quá khứ và hiện tại, cư sĩ hoặc chư tăng ni, những vị thật sự tận tâm, hy sinh thời gian và sức khỏe quý báu của họ, hoặc trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, để dịch kinh điển
để tôi có thể đọc cho quý vị. Chúng ta phải cảm ơn họ. Chúc họ được ban phước mãi mãi bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúc họ công đức vô lượng. Mong họ được giải thoát mãi mãi. Cảm ơn quý vị. Vì tôi cũng cần ở trong một trạng thái sáng suốt để truyền đạt sự sáng suốt đó cho quý vị. Mặc dù chỉ là đọc kinh, nó đòi hỏi sự minh mẫn của tinh thần và trí tuệ. Tôi không muốn ép mình làm vậy khi không trong trạng thái hoàn mỹ của sự hiểu biết rõ ràng. Tôi có thể giải thích không đúng. Tôi muốn làm cho đúng. Ngày mai nhé, được không? Ngay cả các món bổ cũng không thể ăn nhiều quá. Tôi vẫn còn sống một thời gian nữa. Vì vậy, chúng ta có thể tiếp tục.